Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 11. Khi Lục Vân bước vào đại viện Hùng gia, hắn lập tức cảm thấy có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình với sự nghi ngờ, căm ghét và khinh thường. Đúng là gia tộc hào môn đứng đầu tỉnh, số lượng người đông đúc. Nếu người ta đã hoan nghênh như vậy thì Lục Vân cũng phải đáp lại. Hắn nhiệt tình giơ tay phải lên, vừa vẫy tay vừa cười nói, xin chào các đồng chí. Các đồng chí vất vả rồi. Gần như cơ mặt của tất cả những người có mặt đều giật giật. Hắn tưởng đây là cuộc tuần tra của lãnh đạo hả? Lại còn xin chào các đồng chí, họ thấy tên này đúng là mắc bệnh thần kinh. Triệu Lôi và vợ không ngừng thở dài, Lục Thần Y mất trí thật rồi. Trong mắt Hùng Nhật Huy tràn ngập sự tức giận vì động tác mà Lục Vân làm như thể đang khiêu khích anh ta, vô cùng kiêu ngạo. Điều đó như thể giẫm một phát thật mạnh lên mặt anh ta nhưng anh ta vẫn cười nói, đồng chí đã vất vả rồi, không cần phải khách sáo tặng tôi món quà lớn như vậy đâu. Vất vả cái đầu mày. Hùng Nhật Huy vô cùng tức giận. Đương nhiên là vẻ mặt của Hùng Phó cũng không dễ chịu gì. Ông ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai như Lục Vân. Vì thế, cho dù hẳn có phải là ân nhân của Hùng Thái Liên hay không thì đêm nay hắn cũng phải nợ máu thì trả bằng mâu. Mã Tam gia, tôi giao thằng nhãi này cho ông đấy. Thế nhưng anh ta không hề chú ý tới Mã Tam gia ở bên cạnh khi nhìn thấy Lục Vân thì sợ hết hồn. Là hẳn, chính hắn là người đã chặt tay ông ta. Là một tu luyện giả vô cùng lợi hại. Rốt cuộc ông ta đen tới mức nào mà lại gặp phải hẳn hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Ông ta sợ tới mức suýt đái ra quần. Mã Tam gia không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình, Hùng Phó, coi như tôi không nhận số tiền này nữa. Tôi sẽ trả lại số P. Sắc mặt của Hùng Phó thay đổi, ông ta nói, Mã Tam gia, ông nói vậy là có ý gì? Không phải ông đã hứa rằng sẽ đánh thẳng đối phương sau khi được tiền từ chúng tôi ư? Chuyện xảy ra bây giờ là sao? Hùng Nhật Huy cũng nói, ông muốn tăng giá lên bao nhiêu cũng được. Như vậy đi, chỉ cần ông giải quyết được thằng nhãi đó thì tôi sẵn sàng tăng số tiền lên gấp 3. Đây là mức giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra rồi. Tăng giá? Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn tăng giá, làm ơn đừng kéo. Tôi xuống nước cùng có được không? Mã Tam gia như sắp khóc đến nơi, ông ta gầm lên, tôi sẽ bồi thường gấp đôi lại nên tôi sẽ không nhận mệnh lệnh này. Các người nên tìm người khác đi. Sau khi nói xong, Mã Tam gia liền quay đầu rồi chạy về phía Lục Vân. Triệu Lôi tái mặt nói, Lục Thần Y, cậu hãy cẩn thận. Người đó chính là Mã Tam gia, được Hùng gia mời tới để đối phó với cậu đấy, ông ta vô cùng độc ác. Thấy Mã Tam gia lao về phía mình, anh ta tưởng đối phương sắp ra tay nên vội vàng sợ hãi nhắc nhở Lục Vân. Khóe miệng Lục Vân lộ ra vẻ giễu cợt, hẳn nói, rất độc ác ư. Độc ác tới mức nào? Lục Vân, sao cậu lại ngoan cố như vậy? Triệu Lôi còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch. Mã Tam gia chạy đến chỗ Lục Vân và quỳ, xuống trước mặt hắn. Đây, không cẩn thận bị ngã. Trên mặt vợ chồng Triệu Lôi lộ vẻ nghi ngờ nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại tác động mạnh đến họ, hai mắt trợn trừng vì bất ngờ. Bọn họ nghe thấy Mã Tam gia run rẩy nói, cao thủ, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đi dạo sau bữa tối và vừa hay tới đây mà thị. Hít. Lập tức có tiếng hít sâu vang lên. Vợ chồng Triệu Lôi kinh ngạc tới mức mắt suýt rơi ra ngoài. Hóa ra không phải là Mã Tam gia bị ngã mà là ông ta thực sự quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Lục Vân cười nói, tôi tin ông, đứng dậy ra ngoài trông xe cho tôi đi. Vâng vâng, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Mã Tam gia đứng dậy đầy vẻ biết ơn. Ông ta lập tức dùng cánh tay còn lại của mình để giữ chiếc xe đạp cho Lục Vân như thể trở thành tài xế của hắn. Triệu Lôi, Hùng Thái Liên, nhìn thấy Lục Vân đi vào đại viện Hùng gia, sắc mặt Mã Tam gia tối sầm lại. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ và nói, nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết sao? Lúc này, vợ chồng Triệu Lôi mới định thần lại, vội vàng quay sang nhìn chỗ khác. Bọn họ còn cho rằng Mã Tam gia trước mặt mình là giả mạo. Trong khi đó, Lục Vân đã tới trước mặt Hùng Phó. Mọi người trong Hùng gia đều choáng váng, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh Mã Tam gia quỳ xuống. Đó là Mã Tam gia thật ư. Trước mặt Lục Vân, vị vua của thế giới ngầm nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam lại cúi đầu cư xử như một đứa cháu.
Chẳng lẽ thanh niên trước mặt có thế lực lớn đằng sau? Hùng Phó vẫn còn khiếp sợ, ông ta mơ hồ hỏi lại, rốt cuộc cậu là ai? Lục Vân cười nói, ông không cần quan tâm tôi là ai. Đêm nay tôi tới đây là để chặt chân con trai ông có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Đương nhiên là có rồi. Thế nhưng Hùng Phó không dám nói ra mà chỉ trầm ngâm một hồi rồi nói, chàng trai trẻ, tôi không biết giữa cậu và Nhật Huy có mâu thuẫn gì nhưng dù mâu thuẫn có lớn đến đâu thì cũng có thể ngồi xuống cùng nhau giải quyết, có phải không? Ông không biết giữa tôi và anh ta có mâu thuẫn gì, vậy mà lại mời người đến giết tôi. Lục Vân híp mắt nói. Sắc mặt của Hùng Phó ngưng trọng, có lẽ là có chút hiểu lầm. Nếu như tôi không là gì cả, liệu rằng sẽ không có bất kỳ hiểu lầm nào và tôi sẽ phải chết ở Hùng gia đúng không? Thấy thái độ của Lục Vân, Hùng Phó biết rằng hắn không hề muốn giải quyết gì mà là đã quyết tâm muốn chặt chân Hùng Nhật Huy. Vì thế, sắc mặt của ông ta tối sầm lại, chàng trai trẻ, tôi nghĩ cậu cũng là người tỉnh Giang Nam. Người một nhà việc gì phải khiến cho mọi chuyện trở nên cứng ngắc như vậy? Ha ha, hiện tại ông cảm thấy tôi rất vô lý đúng không? Lục Vân cười hai tiếng, sau đó hắn đột nhiên quay người và đá Hùng Nhật Huy quỳ xuống đất. Trong mắt hắn lộ vẻ tức giận, hắn nói, khi con của ông tới Giang Thành thể hiện quyền uy của mình, sao tôi không thấy ông ngồi xuống và tìm cách giải quyết nhỉ? Câu người mạnh là nhất, được áp dụng vào mọi thời đại, ngay cả thứ gọi là quy tắc cũng có khả năng mất đi hiệu lực. Khi mặt với quyền thế ngập trời, chuyện này có thể nhìn ra từ tài khoản đen của Hùng Nhật Huy. Nếu người đứng sau lưng tập đoàn Khuynh Thành trong sự kiện lần này không phải Lục Vân thì công thức của loại mặt nạ thần cấp kia nhất định đã biến thành cây dụng tiền của Hùng Nhật Huy. Tương tự như vậy, nếu hôm nay người chạy tới Hùng ra đòi lời giải thích không phải Lục Vân thì rất có khả năng đã rơi vào kết cục không còn cả xác. Hiện tại Hùng gia cảm thấy Lục Vân không dễ trêu chọc, vì thế bắt đầu nói muốn ngồi xuống thương lượng, xin hỏi lúc trước các người chạy đi đâu? Đánh không lại thì thương lượng, trên đời này đâu ra chuyện hời như vậy? Mấy lý lẽ thế tục này chẳng là cái định gì trong mắt Vân Thiên Thần Quân cải. Cho nên Lục Vân không chút khách sáo mà đá văng Hùng Nhật Huy ngay trước mặt Hùng Phó, hơn nữa còn nâng chân lên đạp thật mạnh xuống, vừa lúc đạp lên vị trí xương bánh chè của Hùng Nhật Huy. Một tiếng răng rắc giòn tan lập tức vang lên, một khối xương bánh chè của Hùng Nhật Huy bị dập nát, anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. À, tiếng kêu thê lương làm mọi người trong Hùng gia hãi hùng khiếp vía. Đây là kẻ tàn nhãn, tuyệt đối tàn nhãn, thật sự không để lại chút tình cảm nào cài. Khi Lục Vân nhấc chân chuẩn bị đi dẫm nát khối xương tiếp theo của Hùng Nhật Huy thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ẩn chứa tức giận của Hùng Phó, chàng trai trẻ, khuyên cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu. Sức mạnh của Hùng gia chúng tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. À, Lục Vân yên lặng thả bàn chân xuống, trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy câu nói này, và cũng là nguyên nhân Lục Vân một thân một mình đi tới Hùng gia. Hắn muốn xem rốt cuộc sau lưng Hùng gia có thế lực lớn đến mức nào mới làm Hùng Nhật Huy không kiêng nể gì như vậy, cả quy tắc thế tục cũng hết cách với anh ta. Cho ông một cơ hội, lập tức nói ra thế lực sau lưng ông. Lục Vân lớn tiếng nói. Hùng Phó lại trầm mặc một lát, thấy Lục Vân lại nâng chân lên thì ánh mắt châm xuống, thằng danh, tao ăn nói nhỏ nhẹ mà mày không nghe, nếu muốn khăng khăng tìm đường chết thì tao tác thành cho mày. Ông ta lộ ra ánh mắt hung ác, gọi một cú điện thoại đi. Lục Vân lại rất giữ chữ tín, nói cho cơ hội thì cho cơ hội, quả nhiên không phế bỏ chân còn lại của Hùng Nhật Huy, mà nhấc một cái ghế ra, đặt bên cạnh đầu Hùng Nhật Huy rồi ngồi chờ. Đây là một loại sỉ nhục cùng cực. Hùng Nhật Huy đau khổ kêu gào, chó đẻ, chờ chú Thuần lại đây thì mày chết chắc rồi. Ồn ào, Lục Vân đạp một chân lên cổ anh ta, lại sủa bậy một câu thì tao giẫm gãy cổ mày. Hùng Nhật Huy lập tức không dám kêu gào, nhưng trong mắt lại dâng lên lửa giận đáng sợ, nghĩ thầm chờ chú Thuần tới thì nhất định phải để thằng chó này chịu sỉ nhục gấp trăm lần. Tiếp theo là quá trình chờ đợi dài đằng đẵng. Sốt cuộc. Một người đàn ông trung niên có gương mặt uy nghiêm bước nhanh tới Hùng gia, ngay cả Mã Tam gia thấy người đàn ông này cũng phải giật mình. Thì ra người sau lưng Hùng gia lại là ông ta. Mà không ít chi thứ Hùng gia lại lộ vẻ nghi hoặc, người đàn ông này là ai? Đa số bọn họ hoàn toàn không quen biết ông ta, hình như người này chưa từng xuất hiện ở Hùng gia. Chủ yếu là vì bọn họ không phải là thành viên trung tâm của Hùng gia, không tiếp xúc được với phương diện này.
Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình ông ta là có thể trấn áp thanh niên kiêu ngạo này? Mọi người không khỏi sinh lòng hoài nghi. Lục Vân cũng cảm thấy hơi bất ngờ, hắn nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên kia, hắn cảm nhận ra khí tức của tu võ giả từ trên người đối phương, nhưng còn chưa đạt tới mức độ làm hắn sợ hãi. Thực lực cá nhân không tính là mạnh, vậy chỉ có thể chứng minh thân phận của ông ta không đơn giản. Hùng Phó bước nhanh tới, nói mấy câu với người đàn ông trung niên, sau đó duỗi tay chỉ về hướng Lục Vân, tiếp theo liền thấy ông ta gật gật đầu, uy nghiêm nhìn Lục Vân rồi đi tới. Hùng Nhật Huy gấp không chờ nổi mà giống to, chú Thuần. Mau cứu cháu, đánh chết thằng chó này. Phanh, Lục Vân đá một chân vào đầu Hùng Nhật Huy. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên một tia lạnh lẽo, uy nghiêm mà quát một tiếng, còn không mau thả người. Trong giọng nói tràn ngập cảm giác không được phép, kháng cự. Lục Vân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào ông ta, không hề bị khí thế uy nghiêm đó dọa sợ, tương phản, vẻ mặt hắn mang theo chút thâm ý. Ông ta sửng sốt rồi nói, vậy cậu còn chưa biết thân phận của tôi. Ông ta cố ý tạm dừng một lát, sau đó kéo dài âm mà nói, một trong tứ đại hộ pháp của căn cứ võ minh khu Giang Nam, Hứa Thuần. Tiếng nói vừa dứt, yên lặng, vẫn là yên lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lúc sau mới bộc phát một trận sóng to gió lớn. Người đàn ông trung niên này lại là người của võ minh Giang Nam. Hơn nữa còn là một trong tứ đại hộ pháp. Chỗ dựa của Hùng gia bọn họ lại là võ minh Giang Nam. Tin tức này thật sự đáng kinh hãi đối với những người trong Hùng gia. Võ minh là thế lực mà đời này bọn họ cũng không thể với tới. Khóe miệng Hùng Phó hiện ra một tia đắc ý, hiển nhiên có được chỗ dựa là Hứa Thuần làm ông ta cảm thấy rất vinh hạnh, không uổng số tiền mấy năm nay ông ta đã đưa cho Hứa Thuần. Kỳ thật nếu không phải hôm nay cái tên Lục Vân này khinh người quá đáng thì Hùng Phó thật sự không muốn để lộ át chủ bài này, dù sao thân phận của Hứa Thuần cũng rất nhạy cảm. Hiện tại có thể thả người chưa? Giọng nói của Hứa Thuần vẫn rất bá đạo, cứ như lời ông ta nói chính là mệnh lệnh, thân phận của ông ta đủ trấn áp tất cả. Hùng Nhật Huy di chuyển một chút về phía trước. Lục Vân không có hành động gì, Hùng Nhật Huy mừng rỡ trong lòng, cho rằng Lục Vân sợ, vì thế lại di chuyển thêm một chút. Lục Vân vẫn không làm gì. Ha ha, hẳn thật sự sợ rồi. Tao nhất định phải báo thù này, tao phải làm chết thằng chó này, sau đó kéo con nhỏ Diệp Khuynh Thành kia lên giường mình. Hùng Nhật Huy càng nghĩ càng đắc ý, bắt đầu liều mạng lê một chân bò về hướng Hứa Thuần, cứ như chỉ cần bò đến bên chân Hứa Thuần thì đã đến cảng an toàn. Thậm chí trong quá trình anh ta bò về hướng Hứa Thuần, còn quay đầu lại nhìn Lục Vân một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Chói lọi nói cho Lục Vân biết anh ta nhất định sẽ báo mối thù hôm nay. Lúc này, rốt cuộc Lục Vân cũng lên tiếng, khó trách Hùng Nhật Huy được bảo vệ như vậy, thì ra là tên thiểu năng trí tuệ ông đang âm thầm quấy phá. Lục Vân vừa nói ra lời này thì toàn trường yên tĩnh. Thứ thiểu năng trí tuệ. Thằng danh này dám mang hộ pháp võ minh khu Giang Nam là thiểu năng trí tuệ. Cái này có khác gì chọc thủng cả trời không? Hắn điên rồi sao? Mọi người trong Hùng gia hoàn toàn không nói gì, Hùng Nhật Huy lại hò hét trong lòng một tiếng, măng tốt lắm, xem lần này chú Thuần đánh chết mày như thế nào, ha ha. Vì thế anh ta thêm mắm thêm muối mà nói, chú Thuần, có nghe thấy không, thằng nhãi này kiêu ngạo lắm, hẳn căn bản không coi chú ra gì cả. Hứa Thuần vốn đã rất giận, dù sao ông ta có thân phận cao quý, trừ minh chủ gia thì chưa từng có người nào dám bất kính với ông ta như vậy. Lúc này nghe thấy Hùng Nhật Huy nói thế thì lập tức như lửa cháy đổ thêm dầu, khí thế cả người như khí cầu bành trướng tới cực điểm, âm âm bùng nổ. Tu võ giả, cao cấp. Tu võ giả từ cấp 1 đến 3 thuộc về nhập môn, 4 đến 6 thuộc về cường giả, 7 đến 9 đã là dạng rất lợi hại, cũng chính là cảnh giới hiện giờ của Hứa Thuần. Mà trên cấp 9 lại là hóa cảnh, có thể trở thành một tông sư. Dưới võ minh Long Quốc được thiết lập tổng cộng thành 5 phân khu. Lần lượt là căn cứ võ minh khu Hoa Trung, khu Giang Nam, khu Đông Hải, khu Long Bắc và khu Tây Sa. Minh chủ 5 phân khu lớn đều là tông sư hóa cảnh, bên dưới là tứ đại hộ pháp, đều là tu võ giả cao cấp. Hứa Thuần là một trong tứ đại hộ pháp khu Giang Nam của võ minh, có thể nói địa vị rất cao, nhưng trong mắt Lục Vân, ông ta lại không đáng nhắc tới, chỉ thấy hắn ngang nhiên đối đầu với khí thế hùng mạnh của Hứa Thuần mà đi về phía trước. Nếu ông không nhúng tay thì có lẽ hôm nay tôi chỉ lấy hai chân của Hùng Nhật Huy, nhưng thực đáng tiếc,
bởi vì ông xen vào chuyện của người khác nên tôi sẽ nhận lấy mạng chó của hắn. Cậu dám, răng rắc. Hứa Thuần còn chưa kịp nói xong lời cảnh cáo thì Lục Vân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Hùng Nhật Huy, một chân giẫm nứt cổ anh ta. Không phải Lục Vân lạm sát kẻ vô tội, mà là vì vừa rồi khi Hùng Nhật Huy quay đầu lại, trong mắt lộ ra sát ý, là loại sát ý muốn trả thù. Lục Vân không có khả năng để lại tai họa ngầm này, cho dù không suy xét cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho các chị, cho nên hắn không khách sáo mà nhận lấy mạng của Hùng Nhật Huy. Nơi đây trở nên yên tĩnh đến lạ thường, hình như mọi người còn chưa phản ứng kịp là Lục Vân dám đánh chết Hùng Nhật Huy ngay trước mặt Võ Minh Hộ Pháp. Con của tôi, một lúc lâu sau, Hùng Phó bỗng tỉnh táo lại, nhào đến trước thi thể Hùng Nhật Huy mà khóc lóc thảm thiết. Hứa Thuần cũng ngơ ra, có nằm mơ ông ta cũng không ngờ lá gan của Lục Vân lại to đến như vậy, dám làm lơ cảnh cáo của ông ta mà giết người trước mặt mọi người. Tôi tuyên bố hiện tại cậu đã bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã cấp A của Võ Minh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thì giết ngay tại chỗ. Sự uy nghiêm của Hứa Thuần đã bị khiêu khích nghiêm trọng, đương trường tuyên bố Lục Vân trở thành tội phạm bị Võ Minh truy nã, chỉ cần trở về lập công văn, truyền lên hệ thống điện tử Võ Minh thì Lục Vân sẽ trở thành đối tượng Võ Minh đuổi bắt khắp Long Quốc. Hứa Thuần có quyền này. Nhưng khi Hứa Thuần nói ra lời sáo rỗng đó, chuẩn bị tiến hành tiền trảm hậu tấu thì lại nghe Lục Vân cười lạnh một tiếng và nói tội phạm truy nã cấp A. Ha ha, ai cho ông lá gan hạ lệnh truy nã tôi? Ầm vang. Khí thế trên người Lục Vân bỗng bùng lên, chỉ thoáng chốc cả sảnh Hùng gia như nổi lên cuồng phong. Dòng khí vô cùng mãnh liệt trực tiếp đẩy Hứa Thuần lui mấy chục mét. Thật là khủng khiếp, mọi người trong Hùng gia đều kinh hãi thất sắc. Triệu Lỗi lại bị sức mạnh của Lục Vân làm khiếp sợ, rốt cuộc người bạn chơi cùng khi còn nhỏ ở cô nhi viện đã trải qua chuyện gì, vừa là thần y lại là tu võ giả, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng lần này người anh em của anh ta thật sự gây nên đại họa rồi. Hứa Thuần ổn định thân thể, vẻ mặt hơi biến sắc. Người khác chỉ biết Lục Vân khủng bố, lại không biết hắn khủng bố đến mức nào, bởi vì bọn họ không phải tu võ giả, nhưng Hứa Thuần không như vậy, ông ta có thể cảm giác ra đây rõ ràng chính là khí thế của tông sư hóa cảnh. Lục Vân nên được liệt vào tội phạm bị truy nã cấp SI. Nếu để Mã Tam gia biết suy nghĩ trong lòng Hứa Thuần thì nhất định sẽ cười nhạo ra tiếng. Tông sư hóa cảnh. Nói ra sợ dọa nát gan ông, Lục Tiền bối rõ ràng chính là tu luyện giả. Nhưng sau một lúc hoảng sợ ngắn ngủi, ánh mắt Hứa Thuần lại trầm xuống, nói tông sư hóa cảnh, theo lý thuyết tôi nên gọi cậu một tiếng tiền bối, nhưng cậu đứng đối lập với Võ Minh, có được thực lực mạnh cũng không phải lý do để cậu lạm sát kẻ vô tội. Chụp mũ ghê gớm lắm. Đây là cái mũ Hứa Thuần chụp lên đầu Lục Vân sau khi biết mình không địch lại, như vậy thì Hứa Thuần sẽ đứng ở mặt chính nghĩa, phía sau ông ta là Võ Minh của Long Quốc. Ở tổng bộ Võ Minh Long Quốc còn có người mạnh hơn tông sư hóa cảnh tọa chấn, không sợ không đè được Lục Vân. Đây là kịch bản bọn họ quen dùng, lấy thế ép người. Cho nên dù cảnh giới của đám hộ pháp bọn họ không cao bằng tông sư hóa cảnh, nhưng đa số tông sư hóa cảnh nhìn thấy bọn họ vẫn sẽ nể chút mặt mũi, bởi vì tổng bộ Võ Minh có nhân vật khủng bố tọa chấn. Nhưng Lục Vân nghe thấy lời này lại cảm thấy vô cùng châm chọc, ánh mắt lập tức như thanh kiếm đâm ra. Quát, giỏi cho một Võ Minh Long Quốc, các tướng sĩ bọn tôi rơi đầu chảy máu ở biên cảnh, kết quả lại nuôi ra như vậy đám sâu mọt kiếm lời trung gian lạm dụng chức quyền bỏ túi riêng như các người, còn dõng dạc nói giữ gìn chính nghĩa, ông lấy mặt chó từ đâu ra. Lục Vân giống lên một tiếng, khí chất lập tức thay đổi, cứ như một vị thần vương bế nghề nhìn xuống thiên hạ, tiếng quát chấn động trời xanh, khí sát phạt khủng bố đàn áp cả trời. Hứa Thuần bỗng kinh hãi. Lúc này trong lòng ông ta lại sinh ra một loại bản năng sợ hãi đối với Lục Vân, cứ như người đối diện thật sự là một vị vua cái thế vô song, làm ông ta nhịn không được có xúc động muốn quỳ mọp xuống bái lạy. Rốt cuộc là vì sao? Hứa Thuần có 10 cái đầu cũng nghĩ không ra. Xem cho kỹ đây là thứ gì? Lúc này Lục Vân đột nhiên vứt ra một vật có ánh vàng kim, Hứa Thuần chụp lấy, rốt cuộc cũng không nén được sợ hãi trong lòng, dầm một tiếng quỳ rạp xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Hứa Thuần biết tội. Dầm. Hứa Thuần quỳ thật mạnh xuống mặt đất, hai đầu gối đâm ra hai cái hố sâu, ông ta khom xuống, đôi tay lại nâng cao khỏi đầu, lòng bàn tay hướng lên nâng lấy một vật, rõ ràng chính là thứ màu vàng vừa rồi Lục Vân vứt ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một lệnh bài. Một lệnh bài thân phận độc nhất vô nhị,
chỉ thuộc về một mình Vân Thiên Thần Quân. Thiên Sáp Lệnh. Đây là lần đầu tiên Lục Vân dùng đến nó, bởi vì những người trước kia còn chưa có tư cách làm hẳn lấy khối lệnh bài này ra. Hơn nữa cho dù bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ cũng chẳng quen biết. Nhưng Hứa Thuần không như vậy, Hứa Thuần là hộ pháp, võ minh, chỉ cần là thành viên của võ minh thì nhất định biết đến Thiên Sáp Lệnh, đây là khóa bắt buộc phải được ghi khắc trong lòng ngay ngày đầu tiên bọn họ tiến vào võ minh. Bọn họ nhất định phải nhớ kỹ, Thiên Sáp Lệnh đại diện cho vua của bọn họ. Thân thể Hứa Thuần đang run rẩy kịch liệt, trái tim và linh hồn đều đang hoảng sợ run rẩy, chỉ có đôi tay là hết sức ổn định, sợ có chút sơ sẩy nào sẽ làm rơi khối lệnh bài đại diện cho chí tôn vô thượng trong tay xuống đất. Lệnh bài rơi xuống đất thì đầu người cũng khó giữ được. Mãi đến khi Lục Vân đi đến trước mặt ông ta, lấy lại lệnh bài trong tay thì đôi tay Hứa Thuần mới bắt đầu run rẩy, run kịch liệt như co giật, có thể nhìn ra trong lòng ông ta đã hoảng sợ đến mức nào. Lục Vân lạnh giọng mà nói, nên làm thế nào, không cần tôi dạy ông đúng không? Phanh! Hứa Thuần dập mạnh đầu xuống đất, nói, Hứa Thuần biết, buổi tối hôm nay tôi sẽ trở về võ minh từ chức, hơn nữa khai hết tất cả những hành vi không làm tròn trách nhiệm mấy năm nay để hình bộ võ minh xử trí. Lục Vân gật đầu nói, nếu trong lòng ông đã rõ nên làm thế nào thì tôi không nói nhiều nữa. Nói xong, Lục Vân nhìn quét qua mọi người trong Hùng gia. Cuối cùng dừng lại trên người Hùng Phó, nói con ông chết chưa hết tội, tôi giết hẳn, nếu trong lòng ông có bất mãn gì thì có thể nói ra ngay, nhưng nếu về sau để tôi ông dở trò gì thì xóa tên Hùng ra. Xóa tên Hùng rồ bốn chữ như chính là thiên uy, không thể kháng cự. Mọi người trong Hùng ra đột nhiên run lên, sợ hãi vô tận điên cồng nảy lên trong lòng, sau đó khóe mắt như nứt ra, ruột gan đều nát. Thật ra vừa rồi nhìn thấy Hứa Thuần quỳ xuống thì họ đã cảm thấy trời đất đảo loạn. Tuy rằng không biết thứ màu vàng Hứa Thuần nhìn thấy là cái gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nhân vật có thể làm Hứa Thuần quỳ xuống tuyệt đối có thân phận rất đáng sợ, là dạng người khủng bố mà bọn họ không cách nào tưởng tượng. Hùng Phó còn có thể nói cái gì? Ông ta không dám tiếp tục nhào lên người Hùng Nhật Huy mà khóc, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do Hùng Nhật Huy trêu chọc tới. Hùng Phó sợ mình khóc cho Hùng Nhật Huy sẽ làm Lục Vân bất mãn. Lục Vân thấy Hùng Phó như thế thì nói, nếu ông cam chịu, vậy từ giờ phút này ân oán giữa tôi và Hùng gia sẽ hoàn toàn phân rõ, hy vọng ông tự giải quyết cho tốt. Tiếp theo Lục Vân lại đi về hướng Triệu Lỗi. Lúc này Triệu Lỗi đã hoàn toàn dại ra, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt cứng đờ, không phải dạng cứng đờ không có cảm xúc, mà là đầy mặt khiếp sợ, khó có thể tin. Anh ta thật sự khiếp sợ muốn điên rồi. Bởi vì trước kia anh ta đến từ cùng một cô nhi viện với Lục Vân, cũng có thể coi là bạn cũ, khi nhìn thấy bạn cũ đột nhiên biến thành một nhân vật cao lớn sâu không lường được, sự trùng kích linh hồn này còn chấn động hơn của đám người Hùng Phó nhiều. Cảm ơn, Lục Vân đi đến trước mặt Triệu Lỗi, trên mặt không còn nét lạnh lão mà lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết. Vừa rồi Triệu Lỗi mạo hiểm bị Hùng gia giận chó đánh mèo mà khuyên mình rời đi. Lục Vân nên nói một tiếng cảm ơn vì phần tình nghĩa này. Người anh em, cổ họng Triệu Lỗi khô khốc, khiếp sợ trong lòng khó có thể bình phục, cho nên nhất thời không biết nên nói những gì khi đối mặt với Lục Vân. Lục Vân vỗ vỗ bờ vai anh ta và nói, không cần nói gì cả, về sau nếu anh bị hà hiếp ở Hùng gia thì cứ việc tới tìm tôi, làm bạn cũ, tôi nhất định sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Đây là hứa hẹn của Lục Vân, tựa như lúc trước Triệu Lỗi cho rằng hắn sống không được như ý. Anh ta đã hứa hẹn muốn giúp hẳn tìm một phần công việc. Hốc mắt Triệu Lỗi ướt át. Mà khi Lục Vân rời khỏi sảnh Hùng gia, đi vào sảnh khác thì Mã Tam gia lập tức khom lưng uốn gối mà nói, tiền bối, ngài thích nuôi chó không, tôi có thể làm chó của ngài, gâu gâu. Mã Tam gia cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Ông ta đã sớm biết Lục Vân là tu luyện giả, nhưng cảnh tượng nhìn thấy vừa rồi vẫn làm ông ta chấn động mãnh liệt, ngay cả hộ pháp võ minh cũng phải quỳ xuống trước mặt Lục Vân. Điều này chứng minh Lục Vân có thân phận địa vị rất cao. Có thể trở thành chó của đại thần cũng là một loại vinh hạnh. Lục Vân nhận lấy chiếc xe đạp từ trong tay ông ta và nói, xem biểu hiện của ông đi. Vâng. Rất lâu sau khi Lục Vân rời đi, Hứa Thuần quỳ gối ở sảnh Hùng gia mới dám đứng dậy, quần áo trên người đang nhễu mồ hôi tí tách, vẻ kính sợ trên mặt vẫn chưa biến mất. Hùng Phó gian nan hỏi, Hứa hộ pháp, vị vừa rồi. Sốt cuộc có thân phận gì? Hứa Thuần cười khổ lắc lắc đầu, thực khủng bố thực khủng bố. Sau đó thì không tiếp tục nói. Hùng Phó đau thương nhìn thoáng qua thi thể con mình,
thở dài và nói, ai, lần này Nhật Huy trêu chọc phải nhân vật đáng sợ như vậy, còn liên lụy Hứa Hộ Pháp. Hứa Thuần cũng thở dài một tiếng và nói, cũng do tôi gieo gió gặt bão, nếu hành vi của tôi đoan chính thì sao lại sợ bị liên lụy. Hùng Phó trầm mặc một lát, sau đó hỏi, Hứa Hộ Pháp, ông thật sự muốn đi Võ Minh nhận tội. Nếu không, trốn đi. Câm miệng. Hứa Thuần lập tức cắt ngang lời Hùng Phó, lạnh giọng. Ó ân có biết đã đắc tội vị vừa rồi thì cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm được gì, còn nữa, về sau đừng gọi tôi là Hứa Hộ Pháp, tôi chỉ là một tội nhân. Nói xong, ông ta đi nhanh rời khỏi sảnh Hùng gia, suốt đêm chạy tới căn cứ Võ Minh khu Giang Nam để nhận tội. Hùng Phó sững sờ ở tại chỗ, sóng to gió lớn trong lòng cứ kéo dài mãi không thể bình ổn, tuy rằng Hứa Thuần không chỉ tên nói họ, nhưng cái tên Vân Thiên Thần Quân đã được miêu tả sinh động. Chỉ có thần quân điện hạ đứng trên đỉnh cao cả nước mới có lực uy hiếp khủng bố như vậy. Thân thể Hùng Phó chấn động, vội vàng triệu tập hội nghị gia tộc để tuyên bố hai chuyện lớn. Thứ nhất, Hùng gia rời khỏi thị trường mỹ phẩm dưỡng gia tỉnh Giang Nam, từ bỏ tập đoàn Hàn Mỹ, tránh lại sinh ra xung đột ích lợi với tập đoàn Khuynh Thành. Thứ hai, con rể Triệu Lỗi lập tức được liệt vào thành viên trung tâm của Hùng gia, có tư cách tiếp xúc với sản nghiệp Hùng gia, hơn nữa trở thành đối tượng được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Tỉnh thành, bên ngoài sân bay. Một mỹ nữ cao giáo chân dài, tóc dài xõa ngang vai đang đứng, không giảm thêm phấn mà khuôn mặt lại trắng nõn mượt mà, giống như trứng gà lột vỏ, nhìn mà muốn nhéo. Đây là gương mặt của mối tình đầu, ngây thơ mà đáng yêu. Quần áo cô mặc cũng rất mộc mạc, là áo sơ mi nữ trắng tinh kết hợp với quần jean màu lam nhạt, hai chân thẳng tắp thon dài. Trên chân là một đôi giày đế bằng màu trắng. Cô dùng một tay nắm lấy quai của vali, nhìn xung quanh khắp nơi, nhón chân mong chờ. Bốn phía có không ít du khách qua lại, cũng có rất nhiều người đến sân bay đón người, thấy vị mỹ nữ này đều nhìn không được nhìn thêm vài lần, suy nghĩ bất giác bay bổng đến khoảng thời gian thanh xuân tươi trẻ hồi đi học của mình. Ai, không biết những nữ thần đáng yêu ngây thơ năm đó cuối cùng đã về nhà ai? Có lẽ mỹ nữ mang giày trắng đế bằng kia có thể đưa ra đáp án. Đám người chung quanh cũng nhón chân mong chờ theo. Bọn họ rất tò mò rốt cuộc mỹ nữ này đang đợi người nào tới đón, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là ông chủ hoặc là công tử nhà giàu nào đó rồi. Chị Tư, lên xe. Đột nhiên, một thanh niên như làn gió xuất hiện trước mặt cô gái, khóe môi mang theo nụ cười thật ấm áp. Hắn đang cưỡi một chiếc xe đạp. Cô gái mang giày trắng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm thanh niên một hồi rồi kích động tiến lên ôm cổ hắn mà nói, à, tiểu Lục Vân, thật là em à. Mỹ nữ mang giày trắng họ Vương, tên là Băng Ngưng, cũng chính là chị Tư của Lục Vân. Khoảng thời gian trước Lạc Ly đã gửi tin tức về Lục Vân trong group chat nên Vương Băng Ngưng đã biết hắn còn sống, lập tức dẹp công việc qua một bên để chạy về từ nước ngoài. Khi đã biết Lục Vân còn sống, nhìn thấy gương mặt quen thuộc này thì Vương Băng Ngưng lập tức nhận ra hắn, cô vui mừng nhảy nhót. Tiểu Lục Vân, nghe em bảy nói hiện tại em hư lắm, có phải thật không? Vương Băng Ngưng buông cổ Lục Vân ra, trong đôi mắt lập lòe tia sáng khác thường mà hỏi. Mặt Lục Vân tối sầm, đừng nghe chị bảy nói bừa, chị ấy chỉ giỏi bịa đặt, em là thanh niên ba tốt tràn ngập năng lượng chính nghĩa. À, chị đã nói mà, sao Tiểu Lục Vân lại có ý xấu gì được chứ? À, đây là một tiếng than thở thể hiện sự thất vọng, có vẻ câu trả lời của Lục Vân không đạt tới mong muốn của Vương Băng Ngưng. Lục Vân cảm thấy bị đả kích, nhưng sau đó hắn vỗ vỗ ghế sau chiếc xe đạp của mình, cười nói tới, chị Tư lên xe của em đi, em cho chị trải nghiệm cảm giác khác biệt một chút. Vì chiếu cố chị Tư, Lục Vân cố ý lót thêm đệm mềm lên ghế sau của mình. Vương Băng Ngưng lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nói, không phải chị cả nói em lái Bugatti Veyron sao? Sao biến thành chiếc xe đạp cũ nát này? Ha ha, cái gì mà xe đạp cũ nát, đây mới là bảo bối thật sự của em, đáng quý hơn mấy chiếc xe thể thao kia nhiều. Vậy em nói xem chị phải đặt vali ở đâu? Vương Băng Ngưng xách một cái vali nhỏ, thật ra không nặng, chỉ chứa chút đồ dùng sinh hoạt mà thôi, những thiết bị làm việc khác đều đặt ở chỗ đồng nghiệp của cô. Nhưng vậy cũng không để đâu được cả. Quá đơn giản, đưa cho em. Lục Vân vươn một tay xách vali lên, tay còn lại nắm lấy tay lái, sau đó bắt đầu thúc giục Vương Băng Ngưng lên xe. Vương Băng Ngưng nói, còn không bằng để chị xách. Không được, em lái xe nhanh, chị phải dùng đôi tay ôm lấy eo của em,
bằng không ngồi không vững đâu. Hứ, có thể nhanh đến mức nào? Vương Băng Ngưng lập tức ôm lấy Lục Vân, may mắn hôm nay mặc quần jean. Đám người chung quanh, mỹ nữ giày trắng thật sự bị một chiếc xe đạp bắt cóc. Siêu xe trong dự đoán không xuất hiện, nhưng không biết vì sao tâm tình của bọn họ thoải mái lên rất nhiều. Chấm. Sau khi tăng tốc, Vương Băng Ngưng phát hiện tuy rằng Lục Vân chạy nhanh, nhưng cũng rất ổn, chỉ cần ôm chặt thì cơ bản sẽ không có cảm giác sốc này, nhịn không được khen ngợi, tiểu Lục Vân, kỹ thuật lái xe của em tốt quá, chạy nhanh như vậy, hơn nữa chỉ lái bằng một tay mà không lắc lư chút nào. Cho nên chị muốn lắc lư à? Đương nhiên Lục Vân sẽ không làm chị Tư thất vọng, hắn quyết đoán nhắm ngay một hòn đá nhỏ mà vọt qua, thân xe lập tức run rẩy, dọa Vương Băng Ngưng liên tục thét chói tai. Đôi tay cô đã ôm chặt eo nên đành dùng đầu đụng vào lưng Lục Vân một cái để phản kích. Xem ra em bảy nói không sai, em thật sự hư rồi, từ từ. Vương Băng Ngưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, giọng đột nhiên cao lên mấy decibel, hỏi, không phải em thật sự tính dùng chiếc xe đạp này chở chị đến Giang Thành đó chứ? Đương nhiên, có vấn đề gì sao? Không được, quá nguy hiểm. Cô cho rằng Lục Vân chỉ muốn cho mình trải nghiệm cảm giác một chút. Lại không ngờ Lục Vân thật sự tính cưỡi xe đạp trở về, lộ trình giữa hai thành phố xa như vậy, thế chẳng phải Lục Vân sẽ mệt chết, huống chi một tay hắn đang còn xách một cái vali nhỏ. Vương Băng Ngưng phát hiện em trai mình không phải hư, mà là ngốc. Lục Vân lại muốn nói hiện tại chỉ là món khai vị, đợi lát nữa sẽ để chị cảm nhận cảm giác một bước lên trời, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Vương Băng Ngưng kiên trì nói, không được, chị vừa ngồi máy bay nên hơi mệt. Muốn tìm khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, hôm nay không trở về Giang Thành. Cô giãy giụa hai cái, làm bộ muốn xuống xe. Chấm, được rồi. Nếu chị Tư đã tỏ ý như vậy, Lục Vân còn có thể làm sao, đành phải tìm một khách sạn dựa theo yêu cầu của cô rồi ngừng xe đạp lại. Mau. Sau khi đặt phòng, Vương Băng Ngưng gấp không chờ nổi mà lôi kéo Lục Vân lên lầu. Lục Vân cho rằng cô quá mót tiểu. Nhưng ai biết vừa vào phòng thì hai mắt Vương Băng Ngưng lập tức tỏa sáng, nói muốn kiểm tra cái bớt của hắn, đâu còn chút mỏi mệt nào. Quả nhiên vẫn bị chị cả nói chúng rồi, Lục Vân câm nín mà nói, chị Tư, không phải mấy chị đã nghiệm chứng thân phận của em rồi sao, vì sao chị còn? Khi, mắt thấy mới là thật, Vương Băng Ngưng tinh quái chớp mắt mà nói. Giờ đã xế chiều. Sau khi Vương Băng Ngưng kiểm tra vết bớt của Lục Vân xong, mới cảm thấy thỏa mãn mà đi ngủ, chuẩn bị nạp lại năng lượng để buổi tối còn cùng Lục Vân đến tham quan mấy trung tâm mua sắm ở gần đây. Dù sao hai chị em đã nhiều năm không gặp nhau, đương nhiên phải vun đắp lại mối quan hệ. Lục Vân thừa dịp cô ngủ mà đến Thẩm gia một chuyến. Nếu như chị Tư đã không muốn ngồi xe đạp của hắn trở về Giang Thành, thì hắn có thể làm gì nữa đây, dù sao cũng không thể để đại bảo bối ở lại đây đâu đúng không? Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời cất nó ở Thẩm gia. Lúc Thẩm Tĩnh Nghi nhìn thấy Lục Vân thì vui mừng không thôi, cô đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ mà cha đã đặt ra cho mình, trong vòng nửa năm phải đốn gục được Lục Thần Y. Nếu đốn gục được Lục Thần Y, tất nhiên phải tạo ra nhiều cơ hội để gặp mặt hơn. Vì vậy, Thẩm Tĩnh Nghi nói, Lục Thần Y, gần đây trường của bọn tôi định mở một lớp tìm hiểu về Trung Y, tôi có thể mời anh về làm giảng viên được không? Thẩm Tĩnh Nghi là giáo viên của Đại học Giang Nam. Đây là sở thích của cô ta. Thẩm Kim Hoa cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu ông cũng muốn Thẩm Tĩnh Nghi gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, nhưng Thẩm Tĩnh Nghi lại nói cô ta căn bản không có hứng thú về kinh doanh, nên ông cũng đành phải để cô làm theo ý mình. Cô ta là con gái duy nhất của Thẩm gia. Thẩm Kim Hoa sẽ không quá khắt khe với Thẩm Tĩnh Nghi. Nhưng điều khiến Thẩm Kim Hoa phiền muộn nhất là con trai của ông ta, Thẩm Tử Hiên. Cũng là một kẻ bất tài, căn bản cũng không có năng lực gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Vì vậy, khi Thẩm Kim Hoa nhìn thấy Lục Vân thì ông cảm thấy như mình đã nhìn thấy hy vọng. Khi Thẩm Tĩnh Nghi hỏi câu này, vẻ mặt Thẩm Kim Hoa cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Tất nhiên, ông ta cũng hy vọng con gái mình có thể đến gần với Lục Vân hơn. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai cha con bọn họ, Lục Vân cười gật đầu nói, nếu cô Thẩm đây coi trọng tôi như vậy, tôi sẽ thử. Dù sao tôi cũng có nhiều thời gian. Hơn nữa, Lục Vân cũng hy vọng có thể truyền đạt kiến thức về Trung Y của mình cho nhiều người trẻ tuổi hơn, chủ yếu là vì thời đại này không mấy thân thiện với Trung Y,
có quá nhiều kẻ lừa đảo sử dụng danh nghĩa trung y mà lừa gạt và bắt cóc, khiến thế giới dần dần mất niềm tin vào trung y. Đây là tình huống mà Lục Vân rất không muốn nhìn thấy. Hẳn là lão đạo sĩ già dạy hắn y thuật cũng có ý này, không muốn nhìn những phương pháp châm cứu cổ xưa kia bị thất truyền. Thấy Lục Vân đồng ý, Thẩm Tĩnh Nghi lập tức vui vẻ nói, thật tuyệt, ngày mai tôi sẽ nộp đơn lên hiệu trưởng để xin mở một lớp học tìm hiểu về trung y. À, khoan! Rõ ràng lúc nãy Thẩm Tĩnh Nghi nói trường học đã quyết định thành lập một lớp học tìm hiểu về trung y, lúc này mới mời Lục Vân về dạy, nhưng giờ ý của cô ta lại là vì Lục Vân đồng ý làm giảng viên, nên cô ta sẽ đi xin thầy hiệu trưởng. Đây là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Mình lộ rồi sao? Lúc này trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi rất lo lắng, đỏ mặt liếc nhìn Lục Vân, thấy Lục Vân không quan tâm, cô ta mới yên tâm, sau đó vui vẻ trở về phòng viết báo cáo. Trên mặt Thẩm Kim Hoa cũng lộ vẻ vui vẻ, nhưng rất nhanh lại hỏi, Lục Thần Y, gần đây Diệp Hướng Vinh và Khương Lam bọn họ có làm khó dễ gì cậu không? Ông ta hỏi cái này tất nhiên là để thăm dò. Ông cũng hy vọng nghe được đáp án là có. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh càng làm khó dễ Lục Vân, thì vật cản trở giữa con gái của họ là Diệp Khuynh Thành và Lục Vân sẽ càng lớn lên. Thẩm Kim Hoa rất thích kết quả đó. Đương nhiên, suy nghĩ này của ông ta không thể nói ra, để tránh khiến Lục Vân cảm thấy không hài lòng, trách ông ta lấy bất hạnh của người khác ra làm trò đùa. Không có. Lục Vân lắc đầu nói, gần đây Diệp gia đối với tôi rất chu đáo, đặc biệt là Khương Lam, bà ta mở miệng ra là một câu, con rể tốt, hai câu cũng. Con rể tốt khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Cái gì? Đột nhiên Thẩm Kim Hoa giật mình, thấy vẻ mặt Lục Vân không giống như nói đùa thì càng thấy phiền muộn. Khương Lam bà giỏi thật đấy. Ban đầu là ai nói, cho dù có chết, bà cũng tuyệt đối sẽ không để Lục Vân tiến vào cửa nhà bọn họ. Sao có thể nói lời mà không giữ lời như vậy chứ? Đáng ghét. Thẩm Kim Hoa quyết định phải tìm thời điểm thích hợp để đối chất với Khương Lam một phen. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Kim Hoa, Lục Vân mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi Thẩm gia. Trở lại về khách sạn. Chị Tư vừa thức dậy, liền vui vẻ ôm cánh tay Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, vừa rồi chị đã thấy một giấc mộng rất kỳ quái, đoán xem chị đã mơ thấy ai. Cô khẽ chớp đôi mắt dễ thương, trông tràn đầy sức sống. Lục Vân suy nghĩ một lúc, trả lời, đừng nói là mơ thấy em nha. Đừng có mơ. Nói ra chỉ sợ em tổn thương lòng tự trọng thôi, chị mơ thấy người kia, em không có cửa so sánh được đâu. Vương Băng Ngưng cố tình chọc ghẹo hắn. Nghe vậy, Lục Vân lập tức không phục, nói, là ai, nói cho em biết, em không tin có tên ngốc nào mạnh hơn em. Vương Băng Ngưng không chút lưu tình duỗi ra một ngón tay ngọc ngà, trọt trọt vào trán của hắn nói, không được vô lễ với Vân Thiên Thần Quân. Vân Thiên Thần Quân. Sắc mặt Lục Vân trở nên kỳ quái, chị Tư. Vừa rồi chị nằm mơ thấy Vân Thiên Thần Quân sao? Hừ, đương nhiên, ước mơ lớn nhất cuộc đời chị chính là có thể phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân một lần, nhưng một người cường đại như vậy, một cô gái bé nhỏ như chị làm sao có thể? Vương Băng Ngưng khẽ thở dài một hơi, nhưng khi cảm giác mất mát thoáng qua, cô liền tự hào nhìn về phía Lục Vân, nói, bây giờ em đã biết người mà chị mơ là ai chưa? Cha cha, em so với người ta rõ ràng là thua xa đúng không, he he. Dạ, dạ, Vân Thiên Thần Quân là người vô địch vũ trụ, đương nhiên em không thể so sánh được. Ha ha ha, biết rõ là tốt, tiểu Lục Vân em đừng nản lòng, trong lòng chị, em vĩnh viễn là em trai tốt nhất. Vương Băng Ninh kiếng chân vỗ vỗ Lục Vân bả vai, an ủi nói. Chị Tư, em muốn nói với chị lời này, em nhất định sẽ giúp chị thực hiện được ước mơ, không phải chỉ là phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân thôi sao, em sẽ trói hắn đem đến trước mặt chị. Tiểu Lục Vân. Bỗng nhiên Vương Băng Ngưng nhìn Lục Vân một cách trìu mến, ngay khi Lục Vân nghĩ cô đã bị lời nói của hắn làm cho cảm động, thì hắn lại nghe Vương Băng Ngưng nói, em khoe khoang y như mấy lời yêu đương vậy, thật là lố. Buổi tối, hai người đã lấp đầy bụng, giống như một đôi tình nhân nhỏ, Vương Băng Ngưng vui vẻ ôm cánh tay Lục Vân đi dạo phố. Đi một chuyến hết hơn 2 tiếng. Vương Băng Ngưng không thấy mệt mỏi chút nào, còn thỉnh thoảng chỉ vào mấy nơi kỳ quái. Nói với Lục Vân, tiểu Lục Vân mau nhìn, cái chỗ này nè, là nơi mấy phú bà thích tới nhất, còn có chỗ này cũng vậy. Lục Vân dùng vẻ mặt cổ quái hỏi, chị Tư, sao chị lại biết nhiều như vậy, không phải là chị. He he,
Vương Băng ngưng cười, chớp chớp mắt nói, bởi vì chị là phóng viên nha, thường xuyên có mấy cuộc phỏng vấn bí mật, nhưng mà chị cam đoan, tuyệt đối chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn. Tất nhiên là em tin chị, Lục Vân nói. Nhưng xem như đã tìm được nguyên nhân chị Tư trở nên ô uế như vậy, thì ra là do lúc bí mật đi lấy tin mà bị ảnh hưởng. Được rồi, nếu như vậy, coi như bỏ qua chuyện mấy tập tài liệu. Trong máy tính kia vậy. Lục Vân nhanh chóng bỏ chuyện đó sang một bên. Hai người đang đi dạo, đột nhiên có một tên mặt sẹo dữ tợn tiến tới, vốn dĩ hai bên đều đã lướt qua nhau, ai ngờ tên mặt sẹo đó đột nhiên xoay người, đưa tay ngăn cản đường đi của Vương Băng Ngưng. Ai ai, tôi còn nghĩ là ai trông quen vậy, thì ra là em gái phóng viên xinh đẹp nha. Mặt sẹo nhìn chằm chằm Vương Băng Ngưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Vương Băng Ngưng biến sắc, lôi kéo Lục Vân quay đầu định rời đi, nhưng tên mặt sẹo lại nhào lên, chặn đường rời đi của hai người, cười lạnh nói, em gái xinh đẹp, vội đi như vậy làm gì, hôm nay có muốn đến thăm địa bàn của tôi không, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn nha. Lục Vân lập tức hiểu ra, nhất định là lúc chị Tư bí mật lấy tin, không cẩn thận để bại lộ thân phận nên đã bị tên mặt sẹo này nhớ mãi không quên. Tránh ra! Lục Vân không nhiều lời, lạnh lùng phun ra hai chữ. Ồ, tên nhóc này cũng gan đấy. Mặt sẹo lập tức chuyển ánh mắt lên trên người Lục Vân, sau đó híp mắt nói, khà khà, nhóc con, ngoại hình không tệ đấy, có muốn đến địa bàn của tôi làm không, tuyệt đối có nhiều chỗ tốt cậu không ngờ được đâu. Hắn nheo mắt lại, vừa nghe đã biết không phải là công việc đứng đắn gì. Mặt Vương Băng Ngưng lạnh băng, kéo tay Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, chúng ta đi thôi, không cần quan tâm đến tên chó điên này, chị không tin giữa ban ngày ban mặt như vậy mà hắn ta dám làm gì chúng ta. Lục Vân gật đầu, nhưng vừa mới bước đi, đã nghe mặt sẹo đột nhiên hét lớn một tiếng, tên khốn này, mày dám trộm ví của ông sao? Rõ ràng, tên mặt sẹo này không muốn buông tha cho bọn họ, trộm ví gì đó cũng chỉ là cái cớ gây sự mà thôi. Vương Băng Ngưng tức giận nói, bọn tôi trộm ví tiền của ông lúc nào, ông đừng ngậm máu phun người nha. Ha ha, mặt sẹo cười lạnh nói, cô nói không có trộm ví của tôi, vậy cô giải thích đi. Vì sao mới vừa nói chuyện với hai người vài câu mà ví tiền của tôi biến mất rồi, nếu không phải do các người trộm mất thì do ai chứ? Ông! Vương Băng Ngưng vô cùng tức giận, đang muốn tranh chấp với mặt sẹo, lại đột nhiên nghe thấy Lục Vân mở miệng nói, chị Tư, vừa rồi chị cũng nói, tên này là chó điên, chúng ta cần gì phải giằng co với loại chó điên này chứ? Nhất thời sắc mặt tên mặt sẹo trở nên trầm xuống, quát nhóc con, chú ý giọng điệu nói chuyện của mày đi. À! Giọng điệu gì? Lục Vân hỏi ngược lại. Vừa nhìn đã biết nhóc con mày chưa từng bị đánh bao giờ, muốn thể hiện trước mặt người đẹp thì cũng phải chọn đối tượng chứ, ông đây không phải người ăn chay đâu nha con. Mặt sẹo bẻ bẻ bàn tay, khớp ngón tay kêu lên răng rắc, đang chuẩn bị động thủ thì thấy ánh mắt Lục Vân lạnh băng, hắn đột nhiên giơ một chân lên cao, gót chân trực tiếp cao hơn đỉnh đầu tên mặt sẹo, sau đó dùng sức đạp mạnh xuống. Mặt sẹo lập tức khuỵu gối nằm sấp tại chỗ. Giơ tay ôm lấy cái đầu đang chảy máu tươi đang chảy đầm đìa, kêu la thảm thiết không ngừng. Hét xót. Lục Vân nhìn cũng không thèm nhìn mặt tên mặt sẹo một cái, quay đầu nói với Vương Băng Ngưng, chị Tư, đối phó với chó điên thì không cần phải lãng phí nhiều nước miếng như vậy, nếu như nó muốn cắn người thì trực tiếp đá văng nó là được. Ừ. Vương Băng Ngưng choáng váng, nghe thấy Lục Vân nói chuyện thì đờ đẫn gật đầu. Tiểu Lục Vân thô bạo như vậy sao? Nhưng mà cô thích. Lúc một màn này xảy ra đã hấp dẫn không ít người chú ý, mới đầu bọn họ đều chỉ tụm lại xem náo nhiệt, bởi vì biết tên mặt sẹo này không phải là nhân vật dễ trêu chọc gì, nhưng lúc Lục Vân một cước đá vỡ đầu tên mặt sẹo thì ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Hay lắm! Đúng là người trẻ tuổi can đảm. Mà trong đám người xem náo nhiệt, một thanh niên mặc đồ hiệu Adidas, yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh, nhưng mà anh ta không phải đang chụp ảnh Lục Vân đá vỡ đầu mặt sẹo. Dù sao cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh, căn bản là muốn cũng chụp lại cũng không kịp. Anh ta chỉ chụp ảnh Vương Băng Ngưng kéo cánh tay Lục Vân rời đi. Thậm chí sau khi hai người rời đi, thanh niên mặc trang phục Adidas này còn đi theo một đoạn, thẳng đến khi hai người tiến vào khách sạn, cậu ta mới gọi điện thoại đi, Âu Dương, có biến. Thanh niên này chính là một trong mấy thiếu gia lúc trước Âu Dương Minh Hạo mời tới cùng nhau tham quan Quế Hoa Viên. Trở về phòng khách sạn,
vẻ mặt Vương Băng Ngưng hết sức mong chờ, nói, hy vọng tối nay có thể mơ thấy Vân Thiên Thần Quân, he he. Ai, chị Tư đáng thương, người thật đứng trước mặt chị chị không biết quý trọng, hết lần này tới lần khác lại muốn gặp nhau trong mộng, hào quang Vân Thiên Thần Quân ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nếu để cho chị Tư biết, mình chính là Vân Thiên Thần Quân, không biết chị sẽ vui mừng hay là thất vọng đây? Lục Vân có chút tò mò hỏi, chị Tư, chị chưa từng thấy mặt Vân Thiên Thần Quân làm sao có thể mơ thấy hắn? Vương Băng Ngưng trợn tròn đôi mắt xinh xắn lên, nói em có biết cái gì là tưởng tượng không hả? Cho dù là em chưa từng gặp thiên nữ thì cũng đâu ngăn cản được việc em mơ thấy mình ngâm thơ ngắm cảnh với thiên nữ đâu. Ồ, thì ra là vậy. Lục Vân hiểu ra, đột nhiên nhếch miệng cười nói, chị Tư, Vân Thiên Thần Quân trong mộng của chị trông như thế nào? Vương Băng Ngưng vốn dĩ muốn nghiêm túc trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của Lục Vân, làm như hắn mới chính là Vân Thiên Thần Quân vậy, cho nên cô quay sang lườm hắn một cái, sau đó tùy hứng kéo chăn đắp qua đầu, nói, dù sao cũng không giống như em. Ách! Lục Vân sờ sờ mũi, sau khi mất đi hào quang của Vân Thiên Thần Quân thì mình kém cỏi như vậy sao? Thật đau lòng mà! Nhưng mà đau lòng thì đau lòng, Lục Vân vẫn vô cùng tận tâm mà tắt đèn giúp chị Tư, rồi mới đi về phòng mình ở kế bên. Lúc này, ở tại Diệp gia, Thẩm Kim Hoa đang đối chọi vô cùng gay gắt với Khương Lam. Nguyên nhân của cuộc đối chọi chính là sự trở mặt của Khương Lam. Thẩm Kim Hoa nói với vẻ châm chọc, Khương Lam, bà cũng là người có danh tiếng ở tỉnh Giang Nam. Ngày đó, bà đã từng thề độc, vậy mà chưa được bao lâu đã nuốt lời. Bà không thấy xấu hổ sao? Ồ, có sao, Thẩm Kim Hoa, ông nói gì thì cũng phải có bằng chứng. Tôi đã thề khi nào? Tại sao tôi lại không nhớ chứ? Khương Lam không chịu thừa nhận. Thẩm Kim Hoa mắng, Khương Lam, tôi phát hiện ra bà đúng là không biết xấu hổ. Ông bảo ai là đồ không biết xấu hổ? Khương Lam lập tức nổi giận. Ai là người thất hứa thì người đó là đồ không biết xấu hổ. Được, tôi thất hứa đấy thì sao? Thẩm Kim Hoa, ông có bản lĩnh thì lặp lại lời tôi nói hôm đó để xem tôi có thất hứa không? Được. Là do bà nói đấy, tôi sẽ khiến cho bà phải tâm phục khẩu phục. Đột nhiên, Thẩm Kim Hoa cười lạnh một tiếng. Ông ta mở ghi âm trong điện thoại ra, một đoạn âm thanh vang lên, ông nói đùa gì vậy, bà đây không mù như ông. Có chết tôi cũng tuyệt đối không để cho Lục Vân vào nhà tôi. Đây là nguyên văn lời nói của Khương Lam. Chỉ là Thẩm Kim Hoa đã bí mật dùng điện thoại ghi âm lại. Khương Lam không nhịn được mắng chửi, Thẩm Kim Hoa. Ông đúng là vô liêm sỉ. Ha ha, nếu như bà giữ lời thì việc gì tôi phải ghi âm lại chứ? Thẩm Kim Hoa phản bác. Ông hãy nghe kỹ lại lời nói của tôi đi, đúng là tôi nói Lục Vân không được bước chân vào Diệp gia nhưng tôi đâu có nói là con gái tôi không được phép gả ra ngoài. Ông nói xem tôi thất hứa chỗ nào, lật lọng chỗ nào. Dường như Khương Lam nắm chắc phần thắng trong tay, bà ngẩng cao đầu như gà trống thắng trận. Thẩm Kim Hoa bị phản bác ngược lại không còn gì để nói, chỉ có thể mắng Khương Lam vô liêm sỉ. Ai mà ngờ được hai người có địa vị cao ở tỉnh Giang Nam này lại không màng đến thân phận nổ ra một trận khẩu chiến vì Lục Vân. Vấn đề là không ai trong số họ là đương sự cả. Diệp Hướng Vinh không xen vào được nên chỉ đành ngồi yên. Chờ hai người không nói gì nữa, ông mới lên tiếng, chúng ta uống chén trà đã rồi nói chuyện tiếp được không? Uống gì mà uống, tôi còn đang vội tới Giang Thành để thăm con rể đây, có thời gian đâu mà uống trà. Trận đấu khẩu này kết thúc với phần thua thuộc về Thẩm Kim Hoa. Ông ta rời khỏi Diệp gia với vẻ phẫn nộ và càng quyết tâm muốn con gái mình gả cho Lục Thần Y bởi vì đây là trận chiến liên quan tới danh dự của hai gia tộc. E rằng Lục Vân sẽ không thể ngờ rằng vấn đề tình cảm của bản thân lại liên quan tới danh dự của cả gia tộc. Sau khi Thẩm Kim Hoa rời đi, Diệp Hướng Vinh cười khổ nói, vợ à, sao bà phải kích động như thế? Đó là chuyện của con trẻ, người lớn như chúng ta có làm gì cũng không ảnh hưởng tới chúng nó đâu. Tại sao lại không có ảnh hưởng gì? Tôi chỉ cần nó ảnh hưởng tới tâm trạng của Thẩm Kim Hoa là được. Nhìn thấy ông ta không vui là tôi vui rồi. Khương Lam nói. Diệp Hướng Vinh cười khổ nhìn Khương Lam chỉnh trang, ông không nhịn được hỏi, vợ, bà định đi ra ngoài sao? Không phải là nói tới Giang Thành để tìm con rể của tôi sao? Lỗ tai của ông để đi đâu vậy?
tôi tưởng bà chỉ muốn chọc giận Thẩm Kim Hoa thôi chứ. Khương Lam ăn mặc chỉnh tề, tô thêm chút son rồi nói với Diệp Hướng Vinh, ông đi hỏi xem khi nào Lục Vân có thể chữa bệnh cho ông, đã lâu như vậy rồi mà còn không có động tĩnh gì. Tuy Lục Vân nói cần 3 tháng mới chữa khỏi bệnh cho Diệp Hướng Vinh nhưng lẽ ra phải có động tĩnh gì đó chứ. Ví dụ như cần chuẩn bị gì cho việc chữa trị nhưng Lục Vân lại chẳng nói gì cả. Khương Lam cho rằng có lẽ Lục Vân đã quên chuyện này. Diệp Hướng Vinh nhắc nhở, vợ à, thật ra cũng chưa được bao lâu mà. Nhìn thấy Khương Lam nhìn mình chằm chằm với vẻ oán hận, Diệp Hướng Vinh tự giác ngậm miệng lại. Vợ à, cần gì phải gấp vậy? Hai người thu dọn đồ đạc đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài nhưng đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Khương Lam tức giận nói, được lắm, nhất định là Thẩm Kim Hoa lại quay lại. Đúng lúc tôi còn chưa mắng đủ đâu. Khương Lam hung hăng mở cửa, bà đang định mắng chửi thì sửng sốt, Minh Hạo. Người xuất hiện ở ngoài cửa là U Dương Minh Hạo. U Dương Minh Hạo cũng bất ngờ, sau đó anh ta định thần lại nói, bác trai bác gái, hai người chuẩn bị ra ngoài có việc ạ. Diệp Hướng Vinh cười khan nói, chúng ta chuẩn bị tới Giang Thành. Biểu cảm của hai người có chút không tự nhiên. Quan hệ giữa Diệp gia và U Dương gia khá tốt nên thân là trưởng bối cũng không thể nói thẳng ra với U Dương Minh Hạo rằng con gái mình đã có người trong lòng rồi, cháu nên bỏ cuộc đi được. Bọn họ chỉ có thể nói qua rằng chuyện này để cho mấy đứa trẻ tự giải quyết nhưng thực chất là ngầm ám chỉ rằng đã đến lúc U Dương Minh Hạo nên buông tay. Lần trước khi U Dương Minh Hạo tới Diệp gia và nói rằng muốn tìm Diệp Khuynh Thành, vợ chồng Diệp Hướng Vinh đã ám chỉ với anh ta như vậy. Người thông minh như U Dương Minh Hạo đương nhiên cũng hiểu được điều đó. Vậy mục đích anh ta tới đây hôm nay là gì? U Dương Minh Hạo cười nói, hóa ra hai bác tới Giang Thành gặp Khuynh Thành, cháu có thể đi cùng được không ạ? Hai bác cứ yên tâm, nếu như Khuynh Thành thật sự không thích cháu thì cháu sẽ tôn trọng chúc phúc cho cô ấy. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh nhìn nhau, cả hai ngượng ngùng không dám từ chối lần nữa. Khương Lam chỉ đành đồng ý nói, được, vậy cháu hãy cùng tới Giang Thành với chúng ta. Trong lòng bọn họ thực sự cảm thấy xấu hổ với U Dương Minh Hạo. Dù sao cũng chính bọn họ là người nói sẽ giới thiệu con gái mình với U Dương Minh Hạo nhưng cuối cùng lại thành một mớ hỗn độn. Chỉ hy vọng anh ta có thể thật sự tôn trọng Khuynh Thành. Chuyến thăm bất ngờ này của Âu Dương Minh Hạo đương nhiên là không đơn giản như thế. Mục đích thật sự của anh ta đó là để cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh xem một bộ ảnh. Bộ ảnh đó chụp Lục Vân đi mua sắm và ra vào khách sạn với một người phụ nữ, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề đơn giản. Chỉ cần hai vợ chồng nhìn thấy những bức ảnh này, cảm giác chán ghét Lục Vân sẽ càng tăng cao bởi vì Lục Vân đã đùa giỡn tình cảm của con gái họ. Đó là kế hoạch đầu tiên của Âu Dương Minh Hạo nhằm phá vỡ hảo cảm của vợ chồng Diệp Hướng Vinh dành cho Lục Vân. Kế hoạch thứ hai đó là anh ta cũng sẽ đưa những bức ảnh này cho Diệp Khuynh Thành xem. Sau khi xem xong những bức ảnh này, cô nhất định sẽ rất tức giận và tránh xa Lục Vân. Như vậy chẳng phải cơ hội của Âu Dương Minh Hạo đã tới rồi sao? Tuy rằng bản thân Âu Dương Minh Hạo không phải người tốt nhưng cho dù là khi còn ở Nhật Bản hay hiện tại trở về Long Quốc, anh ta vẫn luôn là đại diện cho những thanh niên trẻ tích cực vươn lên trong giới kinh doanh. Đây là kế hoạch ban đầu của Âu Dương Minh Hạo nhưng vừa rồi khi nghe vợ chồng Diệp Hướng Vinh nói sẽ tới thăm Diệp Khuynh Thành, anh ta cảm thấy kế hoạch của mình có thể kết hợp lại với nhau, tặng cho Lục Vân một bất ngờ. Vì thế, Âu Dương Minh Hạo tạm thời che giấu suy nghĩ của bản thân và đi theo vợ chồng Diệp Hướng Vinh tới gặp Diệp Khuynh Thành trước. Khi nhóm người tới biệt thự Lục Vân, đúng lúc Diệp Khuynh Thành đang ở trong phòng khách. Nhìn thấy vợ chồng Diệp Hướng Vinh, cô lập tức đứng dậy nói, ba mẹ, hai người. Gần đây, hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh thường tỏ ra khá ân cần với Lục Vân. Mới đầu Diệp Khuynh Thành cảm thấy rất kỳ lạ nhưng dần dần cũng thấy quen. Hiện tại, sự hòa hợp giữa đôi bên cũng khá ổn. Vì thế, mối quan hệ giữa Diệp Khuynh Thành và ba mẹ cô trở nên gắn kết hơn nhiều sau 25 năm xa nhau. Diệp Khuynh Thành chào đón niềm nở nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Minh Hạo đi theo phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức trở nên lạnh lùng. Cô nói, ba mẹ. Hai người dẫn anh ta đến đây làm gì? Diệp Khuynh Thành có ấn tượng rất xấu với người này. Nhớ lúc Lục Vân đắc tội với con trai của Mã Tam gia là Mã Trạch ở vườn hoa, Âu Dương Minh Hạo chỉ đứng nhìn. Hơn nữa, Diệp Khuynh Thành còn vô tình nhìn thấy anh ta chế nhạo và hả hê. Vì thế,
cô rất không vui khi thấy Âu Dương Minh Hạo đến đây. Trên mặt Diệp Hướng Vinh nở nụ cười ngượng ngùng nói, Khuynh Thành, hôm nay Minh Hạo tới thăm con cứ coi như là người thân đến thăm bình thường thôi. Không sai. Người thân. Đây là lý do duy nhất mà vợ chồng Diệp Hướng Vinh có thể nghĩ ra. Vì mối quan hệ làm ăn giữa Diệp gia và Âu Dương gia nên bọn họ không thể vì vấn đề tình cảm giữa con trẻ mà xé mặt nhau được. Nếu đã không thể làm con rể thì cứ coi như là người thân vậy. Thấy ba mẹ mình đã nói vậy, Diệp Khuynh Thành cũng muốn giữ thể diện cho hai người nên không đuổi Âu Dương Minh Hạo đi, nhưng cô cũng không chủ động nói câu nào với anh ta. Âu Dương Minh Hạo vô cùng khó chịu, anh ta không chịu nổi nữa liền nói, Khuynh Thành, anh biết em rất ghét anh nhưng có chuyện này anh muốn nói cho em biết. Lục Vân, không phải là người tốt đâu. Anh nói gì cơ? Diệp Khuynh Thành lập tức nhướng mày, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng nhìn Âu Dương Minh Hạo. Lại dám nói tiểu Lục Vân không phải người tốt, tôi thấy anh mới không phải là người tốt ấy. Vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng nhíu mày, bọn họ rất ác cảm với lời nói của Âu Dương Minh Hạo, trong lòng thầm trách anh ta. Đương nhiên Âu Dương Minh Hạo cũng cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt của ba người bọn họ. Tuy nhấn lời nói ra không rút lại được nên anh ta đành nói biết rằng khi nói ra điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu nhưng cháu vẫn phải nói. Cháu không thể chịu được khi nhìn thấy Khuynh Thành cứ ngốc nghếch mãi như thế được nữa. Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại cho vợ chồng Diệp Hướng Vinh xem, trong đó có ảnh mà Hải Thiếu gửi cho anh ta vào tối qua. Đúng như dự đoán, sắc mặt của hai vợ chồng tối sầm lại. Chàng trai trong những bức ảnh ra vào khách sạn với phụ nữ thực sự là Lục Vân. Trong lòng Diệp Hướng Vinh lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy ảnh xong, sắc mặt của Diệp Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh và chỉ ra bên ngoài kia, đấy không phải là hai người trong ảnh sao. Lục Vân và Vương Băng Ninh đúng lúc xuất hiện ở ngoài cửa. Lúc này, làm sao mọi người không nhận ra được Diệp Khuynh Thành quen với người đẹp đã ra vào khách sạn với Lục Vân? Có cần tôi giới thiệu không? Diệp Khuynh Thành đắc ý nhìn Âu Dương Minh Hạo rồi nói, người đẹp này chính là em gái thứ tư của tôi. Ngoài cô ấy ra, tôi còn có 6 người em gái khác nữa. Cho dù 7 chị em chúng tôi có ra vào khách sạn và ở chung phòng với tiểu Lục Vân thì cũng chẳng liên quan gì tới anh đâu, Âu Dương thiếu gia. Ý của cô không phải là Âu Dương Minh Hạo đang nhúng tay vào việc của mình sao? Khóe miệng của Âu Dương Minh Hạo giật giật. Khương Lam lo lắng nói, ồ, vậy là có thêm 6 đối thủ cạnh tranh. À không, cộng thêm cả Thẩm gia là 7. Khuynh Thành, hãy nghe mẹ, Lục Vân là người đàn ông rất tốt nên con phải giữ nó thật chặt vào. Lại bắt đầu nữa rồi. Diệp Khuynh Thành hơi đỏ mặt nói, mẹ đừng nói linh tinh. Quan hệ giữa 7 chị em với tiểu Lục Vân rất trong sáng. Giọng cô nhỏ đi, rõ ràng là thiếu tự tin. Âu Dương Minh Hạo vô cùng khó chịu. Không ngờ điểm phản kích cuối cùng mà anh ta tìm được lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Không chỉ vậy, anh ta còn để lại ấn tượng xấu cho Diệp Khuynh Thành. Thật chán nản. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh ta, Khương Lam đành cười cho qua chuyện, tuy là hiểu lầm nhưng Minh Hạo cũng có ý tốt. Khuynh Thành, con đừng trách thằng bé. Diệp Khuynh Thành lười trả lời. Cô chẳng buồn trách anh ta vì người này trước mặt cô chẳng khác nào không khí. Một người chẳng tồn tại thì có gì mà đáng trách. Âu Dương Minh Hạo thật sự không thể ở lại nơi này nữa nên anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khương Lam muốn giữ anh ta lại bởi vì Âu Dương Minh Hạo đi cùng bọn họ tới đây nên không lái xe. Thế nhưng anh ta lại nói rằng bạn anh ta sẽ tới Giang Thành đón. Nói xong, anh ta rời khỏi biệt thự với vẻ chán nản. Diệp Hướng Vinh nhìn bóng lưng của Âu Dương Minh Hạo rồi khẽ lắc đầu, ông cảm thấy hơi thất vọng. Vừa rồi Khương Lam đã rất vất vả giúp Âu Dương Minh Hạo giải vây. Nếu như thằng bé biết điều thì lẽ ra nên ngồi xuống nhẫn nhịn một chút rồi sau đó rời đi cùng bọn họ. Còn nếu như rời đi vào lúc này sẽ chỉ càng khiến cho người ta cảm giác rằng mục đích thằng bé tới đây lần này là để phá hủy mối quan hệ giữa Diệp Khuynh Thành và Lục Vân. Thấy thất bại, lập tức xấu hổ rời đi. Quá nhỏ nhen sẽ chỉ càng khiến khác thêm chán ghét. Xem ra con trai của ông bạn vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Trong lòng Diệp Hướng Vinh thở dài nhưng sau đó ông cũng không lo lắng nữa bởi vì ông đã nhận được một tin tức tốt, đó là Lục Vân sẽ châm cứu trị liệu cho ông. Khi biết tin này, Khương Lam còn vui mừng hơn cả ông. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, ba có chuyện gì thế? Nhất thời vợ chồng Diệp Hướng Vinh lộ vẻ xấu hổ, bọn họ làm sao dám nói ra căn bệnh trước mặt con gái.
Lục Vân nói, bác trai chỉ là bị đau lưng thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Đúng vậy, bà bị đau lưng, Diệp Hướng Vinh vội nói. Thật sự chỉ bị đau lưng thôi ạ, Diệp Khuynh Thành nghi ngờ. Cô đã từng thắc mắc rằng tại sao ba mẹ lại thay đổi thái độ với Tiểu Lục Vân. Gần đây, họ thường đối xử khá ân cần nhưng bây giờ nghe bọn họ nói chuyện, cô đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhất định là bọn họ muốn nhờ Tiểu Lục Vân chữa bệnh. Nếu như chỉ bị đau lưng thì không phải chỉ cần đến bệnh viện chữa trị là được sao? Diệp Khuynh Thành biết rõ năng lực của Lục Vân, hắn rất hiếm khi chữa trị những căn bệnh đơn giản. Vì vậy, điều này rất lạ. Khương Lam nói, ồ, Khuynh Thành, con không cần phải lo đâu. Dù sao Lục Vân cũng đã hứa rằng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba con rồi. Diệp Khuynh Thành ngập ngừng một chút rồi nói, được, rồi, con kệ đấy. Thật không biết hai người định làm gì. Nếu như bọn họ đã không muốn nói thì Diệp Khuynh Thành còn có thể làm gì cho nên cô không muốn xen vào nữa. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cô cảm thấy bọn họ với Tiểu Lục Vân như người một nhà còn mình lại trở thành người ngoài cuộc. Hừ, thật đáng giận. Lục Vân nói, bác trai bác gái, hai người hãy đến Hạnh Lâm Đường để chữa trị. Ở đó có một phòng châm cứu đặc biệt. Vì thế, ba người cùng nhau tới Hạnh Lâm Đường. Trước tiên là đến chào hỏi Dư Hồng Văn. Sau đó, Diệp Hướng Vinh đi theo Lục Vân tới phòng châm cứu. Khương Lam cũng đi theo, nói là muốn tận mắt chứng kiến chồng mình trị bệnh. Lục Vân cũng không nói gì thêm. Hắn yêu cầu Diệp Hướng Vinh cởi áo ra, nằm sấp trên giường. Sau đó, hắn dùng kim châm vào eo và các huyệt khác. Nhìn thấy một màn này, Khương Lam không khỏi nhíu mày. Bà đã từng âm thầm đưa chồng đi gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng. Thậm chí trong đó còn có nhiều bác sĩ trung y nổi tiếng cũng từng châm cứu cho Diệp Hướng Vinh nhưng không đạt hiệu quả gì. Lúc đó, trông cũng không khác Lục Vân là mấy. Lẽ nào trước đây không có hiệu quả gì, còn bây giờ lại có. Mặc dù trong lòng Khương Lam có nghi hoặc nhưng vì sợ quấy rầy Lục Vân nên bà không nói gì mà lựa chọn yên lặng chờ đợi. Sau khoảng 15 phút, Diệp Hướng Vinh kích động nói, tôi có cảm giác rồi, tôi cảm giác eo của mình đang nóng dần lên. Thật sao? Nghe vậy, Khương Lam vui mừng ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay Diệp Hướng Vinh nói, chồng, ông không lừa tôi đấy chứ, thật sự có thể chữa khỏi sao? Làm sao tôi có thể lừa bà được? Bà vừa nắm tay tôi đã lập tức cảm giác hiệu quả chữa bệnh càng mạnh Diệp. Hướng Vinh nói, hốc mắt Khương Lam lập tức ươn ướt. Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi bệnh cho chồng. Lại trôi qua 10 phút, Lục Vân rút kim ra rồi nói. Sau 5 lần châm cứu nữa là bệnh của bác trai sẽ khỏi. Trong khoảng thời gian này nhất định không được lộn xộn, đặc biệt là bác gái phải cố kiềm chế bản thân, nếu không mọi thứ sẽ thành công cốc. Khương Lam đỏ mặt gật đầu đồng ý. Diệp Hướng Vinh nói, con rể, vậy ngày mai bác sẽ tới chỗ con châm cứu nhé. Còn 5 buổi châm cứu nữa, châm cứu mỗi ngày một lần. Chỉ mất 5 ngày là khỏi, nghĩ đến đó là thấy vui rồi. Lục Vân lắc đầu nói, ngày mai không cần đâu, cách 3 ngày châm cứu một lần. Nếu như quá thường xuyên thì sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, bác trai bác gái, sau này hai bác cứ gọi cháu là Lục Vân thôi. Gọi cháu là con rể không hay đâu ạ. Chỉ vì cách gọi này mà Lục Vân đã phải giải thích rất lâu với chị Tư lúc ở biệt thự. Từ chuyện chị Khuynh Thành nhận người thân thế nào, bla bla. Nói khô cả cổ. Trong lòng Khương Lam mừng thầm. Lục Vân nói gì bà cũng đồng ý nhưng rất nhanh bà liền hỏi lại, không phải trước đó cháu nói bệnh của Hướng Vinh phải chữa mất 3 tháng mới khỏi sao? Cách 3 ngày châm cứu một lần, tổng cộng châm cứu 5 lần tức là mất nửa tháng. Điều này có chút khác với lời nói trước đây của Lục Vân. Lục Vân nói thẳng, thời gian điều trị còn tùy thuộc vào tâm trạng của cháu. Nếu như tâm trạng cháu không tốt thì không chỉ 3 tháng mà thậm chí còn có thể mất từ 3 tháng 5 năm. Còn nếu như tâm trạng của cháu mà tốt thì 10 ngày nửa tháng khỏi ngay. Có cá tính. Khương Lam lập tức tiến khẽ ôm lấy Lục Vân rồi nói, nào cháu vừa châm cứu mệt mỏi rồi, để bác gái bóp vai cho cháu nhé. Sau khi châm cứu cho Diệp Hướng Vinh xong, Lục Vân ngồi xuống nói chuyện với chị hai một lúc. Sau đó có một bệnh nhân tới khám nên hẳn không làm phiền cô nữa. Sự phân công vị trí làm việc ở Hạnh Lâm Đường rất rõ ràng, Dư Hồng Văn phụ trách tư vấn. Lâm Thanh Đàn phụ trách châm cứu. Thỉnh thoảng, sẽ có một vài học trò của Dư Hồng Văn đến giúp đỡ nhưng Lâm Thanh Đàn thường yêu cầu họ kê đơn thuốc và hỗ trợ công việc châm cứu của cô.
Lâm Thanh đàn học châm cứu rất nhanh, khả năng tiếp thu tốt nhưng vì kỹ năng thực hành còn yếu nên cô cần luyện tập nhiều hơn để cải thiện. Lục Vân rời khỏi Hạnh Lâm đường. Trên đường trở về nhà, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Có người theo dõi. Lục Vân không muốn bứt dây động rừng nên hắn vẫn đi bộ rất nhàn nhã. Hắn đi vào một con hẻm cực kỳ hẻo lánh rồi dừng lại nói, đã đi theo tôi lâu như vậy rồi, có thể xuất hiện được chưa? Một bóng người xuất hiện, câu đầu tiên người đó nói ra khiến Lục Vân dựng tóc gáy. Quả nhiên cậu là tu luyện giả, thanh âm của người đàn ông vang lên. Lục Vân lập tức quay đầu lại nhìn, con người trong mắt co rút lại. Hắn nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt và toàn thân toát ra hơi thở u ám. Tại sao trên người lại có thể ra hơi thở như vậy chứ? Điều đáng sợ nhất chính là người đó vừa nhìn đã biết Lục Vân là tu luyện giả. Điều đó có nghĩa là người này cũng có khả năng là một tu luyện giả. Lục Vân, có thể cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết rõ tên của cậu, hận không thể khắc cốt ghi tâm. Lục Vân cau mày hỏi, giữa chúng ta có thù oán gì sao? Hẳn rất chắc chắn bản thân mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Tên là Cố Kiến Minh. Cố Kiến Minh, Lục Vân lại nhíu mày. Người đàn ông kia cười khẩy, cậu vẫn chưa đoán ra được đúng không? Vậy tôi sẽ cho cậu thêm một gợi ý khác, Cố An Kỳ chính là con gái của tôi. Người đàn ông toát ra khí lạnh này chính là ba của Cố An Kỳ, Cố Kiến Minh. Ban đầu khi Cố An Kỳ gả vào Trần gia ở Giang Bắc, Cố Kiến Minh cho rằng Cố gia sắp phất lên nhưng ai ngờ vào một buổi chiều nào đó, Cố An Kỳ lại phát điên còn Trần gia lại tuyên bố rời khỏi Giang Thành. Cố Kiến Minh từng tìm đến Trần gia để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra nhưng khi Trần gia thấy ông ta, bọn họ đã đuổi đánh ông ta như kẻ thù. Sau đó, trong lúc Cố An Kỳ bị điên, cô ta bị trượt chân ngã xuống nước chết đuối. Cố Kiến Minh vô cùng đau lòng. Ông ta vô tình tìm thấy một tờ giấy trong phòng Cố An Kỳ, trên đó có viết tên của Lục Vân, nét bút ghi quá mạnh xuyên thủng cả tờ giấy. Đến tận lúc đó, Cố Kiến Minh mới biết nguyên do con gái mình ra đi. Có vẻ như con gái ông ta bị điên có liên quan tới người tên là Lục Vân này. Vì thế, ông ta đổ lỗi việc con gái mình bị chết tất lên đầu Lục Vân. Cho nên cậu đã biết vì sao tôi lại tới đây tìm cậu chưa? Cố Kiến Minh nghiến răng, trông khuôn mặt của ông ta cực kỳ dữ tợn. Hốc mắt như bị xé toạc, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ hung dữ. Lục Vân suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện con gái ông bị chết đuối là một tai nạn nhưng tôi rất tò mò vì sao ông lại trở nên thế này. Nói láo. Cố Kiến Minh không trả lời câu hỏi của Lục Vân, ông ta gầm lên, cậu đã giết con gái tôi. Nếu như cậu không khiến nó phát điên thì làm sao nó có thể rơi xuống nước được. Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho cậu xuống địa ngục để bồi tội với con gái tôi. Ông ta đột nhiên mở miệng và phun ra một ngụm sương mù màu đen. Sau đó, sương mù màu đen bao phủ toàn thân trông ông ta càng thêm cổ quái. Ban đầu Lục Vân còn cảm thấy Cố Kiến Minh là một người đáng thương nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của ông ta, hẳn biết rằng ông ta không còn là người bình thường nữa. Đám sương mù màu đen đó là cái gì? Là một âm hồn chăng? Giữa hai hàng lông mày của Lục Vân có một tia sáng xanh lam. Hắn sử dụng phép huyền chân nhãn nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là một vệt đen, hắn không thể phân biệt được đó là gì. Sau đó, đột nhiên Cố Kiến Minh ra tay tấn công Lục Vân như một bóng ma. Luồng khí lạnh lẽo khiến cả con hẻm như chìm vào vực thẳm. Lục Vân hạ thủ kết ấn, một lá bùa cổ xưa màu xanh đập về phía làn xương đen trên người Cố Kiến Minh. Thế nhưng lá bùa không hề có tác dụng, chứng tỏ làn xương này hoàn toàn không phải là âm hồn. Rốt cuộc tại sao ông ta lại trở thành như vậy? Lục Vân né tránh một đòn của Cố Kiến Minh. Những ngón tay của ông ta giống như những lưỡi kiếm thép sắc bén cào lên tường tạo thành 5 vết cào kéo dài. Tiếp đó, ông ta hóa thành cơn lốc đen lao về phía Lục Vân. Nhất thời vẻ mặt của Lục Vân ngưng trọng, thần công vô danh lưu chuyển trong cơ thể, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam đối đầu với Cố Kiến Minh. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, sau khi thấy màn xương đen trên người Cố Kiến Minh có chút dao động, Lục Vân thừa thẳng xông lên. Một lúc sau, tiếng hét thảm thiết từ phía Cố Kiến Minh vang lên. Thế nhưng tiếng hét này không phải là của Cố Kiến Minh mà là từ màn xương đen. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Lục Vân càng ngày càng tò mò. Hắn vừa định lột màn xương đen từ trên người Cố Kiến Minh ra thì đột nhiên lại trông thấy đám sương mù màu đen co rút lại, sau đó lại nhập vào người Cố Kiến Minh một lần nữa.
Cố Kiến Minh ngã xuống đất. Lục Vân nhìn về phía trước và phát hiện ông ta không còn hơi thở nữa. Sau khi lật người ông ta lại, hắn phát hiện toàn bộ phần lưng trống rỗng, nhìn rõ cả xương trắng. Rõ ràng làn xương đen kỳ lạ đã lợi dụng Cố Kiến Minh làm vỏ bọc để lẻn xuống lòng đất. Đây là một mối nguy tiềm ẩn. Vốn dĩ Cố Kiến Minh là một người không có tu vi, nhưng sau khi bị màn xương đen chiếm hữu, ông ta lại có được sức mạnh tương đương với luyện khí tầng thứ ba. Có thể thấy điều này rất kỳ lạ. Hơn nữa, Cố Kiến Minh chỉ nhìn thoáng qua đã biết rằng Lục Vân là một tu luyện giả. Có lẽ cũng là do màn xương đen này. Điều này cho thấy màn xương đen này có nhận thức. Lục Vân có chút lo lắng, nhưng sau khi cảm nhận lại một lần nữa, ha, không còn cảm giác được khí tức lạnh lẽo nữa. Vậy cũng có nghĩa là làn xương đen đã biến mất. Lục Vân nhìn thi thể của Cố Kiến Minh và im lặng trong giây lát, sau đó hẳn sử dụng quả cầu lửa đốt ông ta thành tro. Cũng may mà con hẻm này tương đối hẻo lánh nên cũng không có người sinh sống và xung quanh cũng không có camera. Nếu như có người nhìn thấy cảnh này thì nhất định vô cùng sợ hãi. Cố Kiến Minh xuất hiện là một ngoài ý muốn, đặc biệt là làn xương đen quỷ dị kia. Hôm nay không thể diệt nó thì sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm, không biết lần sau lại tràn ra từ nơi nào. Thật là làm người ta đau đầu, nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Lục Vân lách lách đầu, về đến nhà thì lập tức bị Liễu Yên Nhi thô lỗ kéo vào phòng, cô nhướng mày mà nói, tiểu Lục Vân, hôm nay có giúp chị tu luyện không? Chị phát hiện không có em trợ giúp thì tiến độ quá chậm. Lục Vân giật mình, sau đó cười khổ nói, chị Yên Nhi, chị quên di chứng phụ trợ tu luyện lần trước sao? Hắn không dám làm bậy nữa. Liễu Yên Nhi hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng nhảy ra ý mới, nói, Lục Vân, chị tuyên bố, từ giờ phút này cắt đứt quan hệ chị em với Y Mồ. Tình huống gì, chị Yên Nhi điên rồi sao? Còn không đợi Lục Vân đặt câu hỏi, Liễu Yên Nhi đã cắn căn đôi môi đỏ gợi cảm mà nói, như vậy chúng ta có thể thuận lợi thành bạn trai bạn gái, sau đó. Không cần lo lắng di chứng. Em nói đúng không? Cô khẽ chớp đôi mắt quyến rũ, quá sức cám dỗ. Lục Vân trực tiếp hô to trong lòng, chị Yên Nhi quả nhiên quá lanh lợi, vì tránh né trang web xét duyệt mà nghĩ ra cách như vậy luôn. Như vậy, là không có khả năng. Lục Vân ra vẻ thương tâm mà nói, chị Yên Nhi, vì tu luyện mà chỉ có thể vứt bỏ tình nghĩa chị em giữa chúng ta, thật sự làm em quá thương tâm. Còn không phải vì làm quan hệ giữa chúng ta càng tiến thêm một bước sao? Liễu Yên Nhi thè lưỡi thơm ra, lời nói vừa rồi chỉ là vui đùa. Hừm, trước mắt là đùa, về sau thì sao? Hai người đang nói chuyện thì Vương Băng Ngưng đột nhiên rón ra rón rén đi đến, nói chị ba, tiểu Lục Vân, hai người lén trốn trong phòng làm chuyện xấu gì, cho em tham gia với. Lục Vân không ở lại nổi nữa. Hai cô chị nghịch ngợm nhất kết hợp với nhau, chẳng phải là đốt luôn cả căn phòng sao? Lục Vân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Liễu Yên Nhi chừng Vương Băng Ngưng mà nói, em tư, chị đang vui vẻ nói chuyện với tiểu Lục Vân, em chạy vào làm gì, phá hỏng chuyện tốt của chị rồi. Hi hi, xin lỗi chị ba, em có lỗi, lần sau còn dám. Vương Băng Ngưng, chị đánh chết Y Mồ. Hai người đùa giỡn một hồi, thẳng đến Vương Băng Ngưng nhận được một cú điện thoại thì vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Liễu Yên Nhi hỏi, làm sao vậy? Chị ba... Chị còn có nhớ hồi học đại học em có nhắc tới với chị một người tên Tê Minh không? Vương Băng Ngưng khó được mà đứng đắn nói. Khóe miệng Liễu Yên Nhi hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, nhớ chứ, đó không phải bạn trai mối tình đầu còn chưa kịp yêu đương thì đã ngoại tình của em à, chị nhớ người nào đó còn chạy về nhà khóc lóc rất lâu. Hồi đại học, Vương Băng Ngưng từng có một mối tình, là dạng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Lúc ấy trong trường có nam sinh tên là Tê Minh, bề ngoài cao giáo bảnh trai. Lại là hội trưởng hội học sinh, từng theo đuổi Vương Băng Ngưng, Vương Băng Ngưng cũng có thiện cảm với anh ta, nhưng do con gái phải có giá nên cô chưa lập. Tức chấp nhận. Qua một đoạn thời gian, chắc cũng khoảng một tuần, Vương Băng Ngưng đang chuẩn bị chấp nhận Tề Minh thì lại biết được bản thân của cô đã ở bên Tề Minh. Mới một tuần thôi. Điều này chứng minh Tề Minh căn bản đang giăng lưới, cả một tuần cũng không kiên trì nổi, cũng may cô không chấp nhận anh ta. Cuối cùng sự kiện kia trở thành nỗi đau tuổi thanh xuân của Vương Băng Ngưng. Từ đó về sau, Vương Băng Ngưng chưa từng yêu đương lần nào, tốt nghiệp rồi một lòng nhào. Vào sự nghiệp, Liễu Yên Nhi nghỉ hoặc hỏi, sao em đột nhiên nhắc tới tên cặn bã đó? Vương Băng Ngưng nói, hắn tới Giang Thành, nói muốn gặp mặt em.
Cú điện thoại vừa rồi Vương Băng Ngưng nhận được chính là Tê Minh gọi tới, cũng không biết anh ta lấy được số của cô từ đâu. Liễu Hiên Nhi lập tức nhăn mày lại, nói, đừng đi, giờ tên cặn bã đó tới tìm em nhất định không phải chuyện tốt gì. Em cũng cảm thấy như vậy. Vương Băng Ngưng đang nói thì Lục Vân đột nhiên quay lại, đẩy cửa tiến vào và nói, hèn chỉ em thách mắc chị Tư luôn miệng nói tình yêu là thứ không đáng tin, thì ra là từng bị tổn thương tình cảm, hì hì, quá thú vị nha. À, tiểu Lục Vân muốn chết à, sao lại nghe lén các chị nói chuyện, mau đi ra ngoài. Vương Băng Ngưng đỏ mặt mà nói. Đây là bí mật giữa chị em các cô, sao lại để Lục Vân biết, tên này biết còn không cười nhạo chết mình à. Lục Vân vô tội nói, em không có nghe lén, là vừa rồi khi em rời đi, cánh cửa không đóng kín nên em nghe thấy giọng hai chị thôi. Chị mặc kệ, em rõ ràng là nghe lén. Vương Băng Ngưng ngang ngược vô lý. Đôi mắt Liễu Hiên Nhi lại đột nhiên chợt lóe, cô nói, em Tư, chị cho rằng nếu em không đi gặp tên cặn bã kia thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Vừa rồi rõ ràng chị bảo em đừng đi mà. Nghe chị nói xong đã, tên kia tìm em nhất định là muốn nối lại tình xưa, nhưng nếu em dẫn theo một người bạn trai ưu tú đi qua, em cảm thấy có làm hắn tức chết không? Ta lấy đâu ra bạn trai? À, còn không phải có sẵn một đứa này à? Liễu Hiên Nhi chỉ Lục Vân. Trong đôi mắt lập lòe tia khôn khéo, sao Lục Vân có thể không rõ suy nghĩ của cô, rõ ràng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đáng sợ nhất chính là, Vương Băng Ngưng lại coi là thật. Cô cẩn thận đánh giá Lục Vân, theo sau đó vỗ trán một cái rồi nói, đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ, nhìn bề ngoài của tiểu Lục Vân, không làm bạn trai của em thì thật lãng phí, em nói đúng không tiểu Lục Vân? Đúng đúng đúng, nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của chị Tư. Lục Vân vội vàng gật đầu, đâu dám nói một chữ không. Vương Băng Ngưng vừa lòng nói, được, quyết định như vậy đi, tiểu Lục Vân mau nghĩ ra một thân phận, tốt nhất là vừa mở miệng đã có thể hù đối phương sợ hãi, như đại diện thanh niên doanh nhân, danh y giang thành gì đó, đều được. Cả, Lục Vân gật đầu chấp nhận, vì thế Vương Băng Ngưng giúp Lục Vân ăn mặc tỉ mỉ một. Hồi, cuối cùng không màng Lục Vân kháng nghị mà bắt hẳn mặc vào một bộ tây trang màu trắng. Bộ tây trang này là lần trước Lục Vân đi dạo phố với Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành khăng khăng muốn mua, nói rất phù hợp với khí chất của hẳn, mặc vào có vẻ nho nhã lên rất nhiều. Lục Vân cảm thấy dùng từ nho nhã này trên người mình quá kỳ cục, có ai từng thấy một thần tướng ra trận giết địch được miêu tả bằng từ nho nhã không? Rõ ràng phải gọi là ngầu đét không gì đỡ nổi. Vương Băng Ngưng kéo cánh tay Lục Vân đi tới một tiệm cà phê rất cao cấp đã hẹn. Lục Vân đã từng tới tiệm này một lần, là nơi lần trước tới xem mắt với đại sư nghệ thuật quốc tế Lưu Tiểu Nguyệt. Chủ yếu là dù sắc thái hay âm nhạc của nơi này đều đặc biệt thích hợp cho tình nhân hẹn hò. Điều này càng chứng thực tên Tê Minh kia không có ý tốt. Trong nháy mắt đi vào quán cà phê, Lục Vân hết chỗ nói rồi, chỉ thấy ở vị trí gần cửa có một mỹ nữ dáng người nóng bỏng đang ngồi, trên đầu có đeo cái nón kết màu trắng, thấy hai người tiến vào còn cố ý đè thấp vành nón xuống. Chị Yên Nhi, đã nhận ra chị rồi, còn che cái gì mà che. Tính ra chị cũng ăn dưa buồn dữ lắm, còn xông lên chiến trường trước tụi em một bước. Tất nhiên Vương Băng Ngưng cũng đã phát hiện Liễu Yên Nhi, nhưng còn chưa kịp hỏi cô đến làm gì thì một thanh niên đã đứng lên vẫy tay và nói, Băng Ngưng, nơi này. Đó là Tê Minh. Lục Vân nhìn thoáng qua, dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, thuộc dạng ánh mặt trời. Loại nam sinh này tuyệt đối là nhân vật phong vân ở trường học, bên người chưa bao. Giờ khuyết người hâm mộ, khó trách có thể quấy nhiễu năm tháng thanh xuân của chị Tư. Lục Vân đột nhiên nhớ tới một câu, nói là con gái học đại học là đơn thuần nhất, các cô chưa bao giờ nhìn cậu có nhiều tiền không, cũng sẽ không xem gia cảnh của cậu giàu có không, họ chỉ để ý chiều cao và bề ngoài của cậu, tình yêu thuần túy đơn giản biết bao. Tê Minh chính là nhân vật phong vân có quyền ưu tiên tìm bạn đời. Ánh mắt Lục Vân chợt đảo qua trên người Tê Minh rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn chú ý tới đối diện Tê Minh có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Bóng dáng dày rộng, đường cong cơ bắp còn lộ rõ ra dưới lớp áo sơ mi. Là một người biết võ. Tê Minh vẫy tay xong thì cúi đầu liếc nhìn người đàn ông trung niên một cái, ông ta thực tự giác đứng dậy, đi ra cửa quán cà phê, trong nháy mắt đi ngang qua, Lục Vân đã cảm nhận được khí tức nội kình dâng trào trên người ông ta. Tu võ giải. Thân phận của Tê Minh này không đơn giản, có thể tìm một tu võ giả làm vệ sĩ.
Lục Vân yên lặng cảnh giác. Hai người đi vào chỗ ngồi tương ứng, Tề Minh cười nói, Băng Ngưng, ngồi đi, vị này chính là. Anh ta lập tức thăm dò thân phận của Lục Vân. Đầu Vương Băng Ngưng nhích lại gần vai Lục Vân, tươi cười ngọt ngào mà nói, anh ấy là bạn trai tôi. Bạn trai. Vừa nói ra từ này, ánh mắt Tề Minh nhìn Lục Vân quả nhiên hiện ra một tia thù địch, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu đi, nói, Băng Ngưng, sao anh nghe Lưu Phán nói em chưa có bạn trai? Lưu Phán là người chị em khá thân hồi đại học của Vương Băng Ngưng, tốt nghiệp rồi vẫn còn giữ liên hệ. Rốt cuộc Vương Băng Ngưng cũng biết Tề Minh lấy được số liên lạc của mình như thế nào. Gần đây mới quen, Vương Băng Ngưng nói. Phải không, Tề Minh nheo mắt lại, chủ động nói chuyện với Lục Vân, trước kia Băng Ngưng chính là hoa khôi trong trường học chúng tôi, còn nhớ mùa đông năm ấy, cả tòa ký túc xá nam sinh đều truyền một câu, trời quá lạnh, trái tim đều là băng băng. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Vương Băng Ngưng cắt ngang lời anh ta nói. Tề Minh cười cười, anh chỉ nói cho bạn trai em biết, có thể ở bên em là vinh hạnh của anh ta phải biết quý trọng. Nghe xem, làm người ta cảm động biết chừng nào, thật là một người đàn ông ấm áp. Vương Băng Ngưng lại nổi hết cả da gà lên. Ghê tởm. Tề Minh tiếp tục nhìn Lục Vân và nói, chỉ có người đàn ông đủ ưu tú mới giành được trái tim Băng Ngưng, không biết anh đang làm công việc gì, nói ra để tôi học tập thêm một chút. Tới rồi. Tề Minh bắt đầu phát động tiến công. Vương Băng Ngưng quay đầu chờ mong nhìn Lục Vân, trên đường tới đây, cũng đã luôn dặn dò Lục Vân, nhất định phải nghĩ ra một thân phận ngầu lòi, Lục Vân thề thốt rằng nhất định sẽ làm cô vừa lòng. Chỉ nghe Lục Vân cười cười và nói, chào anh, tôi là Vân Thiên Thần Quân. Phốc, Liễu Hiên Nhi đang dựng lỗ tai lên nghe lén cách đó không xa trực tiếp phun ngụm cà phê đang uống ra, phục vụ vội chạy đến cầm khăn giấy lau hộ nói, tiểu thư cô không sao chứ. Không có gì, không có gì, tôi rất tốt, khụ khụ. Liễu Hiên Nhi vội che giấu ý cười mà nói. Tiểu Lục Vân, em quá trâu bò. Bên này, sau khi Lục Vân nói ra những lời này, Tề Minh và Vương Băng Ngưng cứ đã thương lượng trước mà cùng cứng đờ, từ vẻ mặt đến động tác đều hoàn toàn cứng đờ, quên luôn cả chớp mắt. Rốt cuộc tên này đang nói cái gì? Một lát sau, Tề Minh tỉnh táo lại, quái lạ mà đánh giá Lục Vân một chút. Vương Băng Ngưng lại nhìn không được lén nhéo Lục Vân một cái, chừng hắn mà nhỏ giọng nói, tiểu Lục Vân em điên rồi à. Lục Vân nghỉ hoặc nói, không phải chỉ nói dùng một thân phận ngầu lòi làm đối phương kinh sợ à, thân phận Vân Thiên Thần Quân này còn chưa đủ ngầu à, chị xem tên đối diện đã sợ đến nói không ra lời. Em, tức chết chị rồi, bảo em bịa ra một thân phận ngầu lòi, nhưng đâu có kêu em ăn nói bậy bạ, Tề Minh mà bị em làm sợ à, rõ ràng là cảm thấy em bị điên. Không biết nên trả lời như thế nào thôi. Hơn nữa thân phận Vân Thiên Thần Quân quá cao quý, em có thể tùy tiện lấy ra nói giỡn sao? Vương Băng Ngưng thở phì phì chừng Lục Vân, tay càng dùng sức véo, nhưng Lục Vân lại lợn chết không sợ nước sôi, căn bản không dao động. Vương Băng Ngưng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tề Minh lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nói, Băng Ngưng, không phải vì làm anh tức giận mà em cố ý mời một diễn viên đến giả làm bạn trai của em đó chứ? Không xong, lòi, đều tại em đó tiểu Lục Vân. Vương Băng Ngưng chột dạ mà nói, anh nói bậy, đừng tưởng bở, sao tôi có thể. Nụ cười của Tề Minh lại càng sán lạn, anh ta nói, em vẫn giống như trước kia, chỉ cần nói dối thì lập tức nói lắp. Đừng có dở bộ dạng này ra, anh ấy chính là bạn trai tôi. Vương Băng Ngưng vừa nghe lời này lại càng tức giận, đột nhiên lôi Lục Vân qua, đôi môi anh đào hồng nhuận lập. Tức hôn lên. Một nụ hôn bất ngờ, khiến Lục Vân sững sờ. Liễu Hiên Nhi cũng chết lặng. Sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp hình lại, kịp thời cất giữ làm bằng chứng. Để chị cả khỏi cần lúc nào nhìn chăm chăm rồi lại cầu. Nhau mình nữa, rốt cuộc cũng có người chia sẻ đau khổ với mình rồi, ha ha. Vương Băng Ngưng buông Lục Vân ra, sau đó đắc ý nhìn Tề Minh, nói, bây giờ anh tin rồi chứ. Băng Ngưng, em không cần như thế chứ. Tề Minh lắc đầu. Đương nhiên anh ta có thể nhìn ra Vương Băng Ngưng đang cố tình khiêu khích mình, tên điên tự xưng là Vân Thiên Thần Quân bên cạnh cô, chỉ đơn giản là một công cụ. Dù vậy, khi Tề Minh nhìn thấy hai người hôn nhau, trong mắt anh ta vẫn hiện lên một tia lạnh lẽo. Nhưng giờ nó đã lắng xuống. Anh biết rõ em vẫn vì chuyện kia mà trách anh, nhưng mà thật sự Chu Tuyết Oánh và anh chỉ là hiểu lầm.
Người đã cướp đi Tề Minh là Chu Tuyết Oánh, bạn thân của Vương Băng Ngưng. Tiếp tục nghe Tề Minh nói, lúc đó anh theo đuổi em, nhưng không được em đáp lại, là Chu Tuyết Oánh nói với anh, em không hề hứng thú với anh, cho nên anh mới lựa chọn từ bỏ. Đến sau này anh và Chu Tuyết Oánh chia tay, mới biết được sự thật. Hiểu lầm. Trong lòng Vương Băng Ngưng đau xót không thôi, ngay sau đó vừa cười vừa nói, cũng chỉ vì hiểu lầm như vậy mà anh liền quay lại quen với bạn thân của tôi, chuyện như vậy mà anh cũng cảm thấy bình thường sao? Khi đó anh nghĩ em thật sự không có hứng thú với anh, kiên trì cũng là phí công, hơn nữa ngày nào Chu Tuyết Oánh cũng tới an ủi anh. Nhưng mà hiện tại anh đã tỉnh ngộ rồi, bỏ lỡ em mới là điều mà cuộc đời anh tiếc nuối lớn nhất, cho nên hôm nay anh tìm em, chính là muốn đền bù phần tiếc nuối này, Băng Ngưng, cầu xin em hãy cho anh một cơ hội. Tề Minh mong chờ nhìn Vương Băng Ngưng, Vương Băng Ngưng rơi vào im lặng. Hóa ra mọi chuyện khi đó xảy ra đều do Chu Tuyết Oánh gây ra. Nhưng nếu đã bỏ lỡ nó, thì thực sự có thể bù đắp lại không? Vương Băng Ngưng tiếp tục im lặng một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, nói cảm ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật, nhưng mọi thứ đã là quá khứ. Chúng ta nên nhìn về phía trước thay vì kéo dài quá khứ mà đúng không? Thanh xuân của mọi người ít nhiều gì cũng tồn tại những tiếc nuối, cũng chính bởi vì những tiếc nuối này mới khiến cho thanh xuân có giá trị, đáng giá để hoài niệm. Có những mất mát, nhớ nhung, bỏ sót nên mới khiến chúng chôn chặt trong lòng rồi từ từ hình thành hồi ức, gượng ép bù đắp sẽ chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có và cuối cùng trở nên tan nát. Vương Băng Ngưng cảm thấy nhẹ nhõm. Tề Minh không cam lòng nói ra, Băng Ngưng, thật ra chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh không cần nói thêm nữa sẽ làm thanh xuân của tôi ngày càng tồi tệ hơn thôi. Ấn tượng của tôi về anh cũng sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Vương Băng Ngưng không đợi Tề Minh nói xong, cô đứng dậy, kéo Lục Vân rời đi. Liễu Hiên Nhi ngồi cách đó không xa nghe trộm, liền thở. Dài một phen, quả nhiên em Tư đã trưởng thành, đây là cách giải quyết đúng đắn nhất, không trốn tránh cũng không lưu luyến. Hai người ngồi xuống cùng nhau, mặt đối mặt nói ra những lời muốn nói, rồi cuối cùng để mọi thứ cuốn theo chiều gió. Cái này mới gọi là trưởng thành. Hy vọng anh chàng họ Tề này biết điều một chút, nếu không thì, he he, lão nương hiện tại là một võ giả. Liễu Hiên Nhi liếc nhìn Tề Minh, sau đó đứng dậy, đi theo bọn Lục Vân đi ra khỏi quán cà phê. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Trong mắt Tề Minh tràn ngập hàn quang nói, chú Minh, giúp cháu xử lý tên nhóc kia. Vương Băng Ninh vốn đã trở lại bình thường, nhưng Tề Minh lại không cam lòng, nhất là hôm nay lại gặp Vương Băng Ngưng, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa, làm anh ta như trở về thời đại học, về những ngày đầu tiên gặp Vương Băng Ngưng. Cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch, thật sự đã lâu không tự trải nghiệm qua. Vì vậy, bất kể Lục Vân có phải là công cụ thôi hay không, chỉ cần hẳn hôn Vương Băng Ngưng, hẳn nhất định sẽ phải trả giá. Tề Minh không muốn để lại bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào cho mình. Nghe được lời nói của Tề Minh, người đàn ông trung niên gọi là chú Minh liền cau mày nói, chủ nhân, đừng quên mục đích của chúng ta đến Giang Thành. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên, Tề Minh chỉ có thể nói, được rồi, chú Minh, cháu biết rồi, việc quan trọng đầu tiên là chúng ta đi tìm vị thần y đó, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cháu mới đến gặp thằng nhóc đó để tính sổ, vậy là được rồi đúng không? Lúc này chú Minh mới gật đầu, Tề Minh hỏi, mà đúng rồi, vị thần y đó ở đâu? Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường, hy vọng hắn thật sự là thần y trong truyền thuyết, làm chúng ta đi một chuyến xa như vậy mà không được gì, thì cháu nhất định sẽ đập nát y quán của hắn. Chủ nhân, tôi phải nhắc nhở ngài một lần nữa, chúng ta tới đây để mời người ta về làm việc. Cháu biết, cháu sẽ chú ý. Tề Minh không kiên nhẫn nói, nhưng trong lòng anh ta không hề quan tâm. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có năng lực thật, dù bất cứ giá nào cũng mời về. Chú Minh nhìn thấy bộ dạng của anh ta, lách lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, hai người rất nhanh liền đến Hạnh Lâm Đường. Nhìn thấy một ông lão đang ngồi xem bệnh, Tề Minh lập tức bước tới nói, ngài chính là thần y của Giang Thành gần đây đang đồn đại sao. Sư Hồng Văn sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, không phải tôi, mà là sư phụ của tôi. Vậy thì mau kêu hắn xuất hiện đi. Tề Minh nói, đầu lông mày Dư Hồng Văn hiện lên một tia không vui, vì giọng điệu của thanh niên này thật sự quá cao ngạo, không có chút thái độ nào giống người muốn tìm bác sĩ, cho nên giọng điệu của ông cũng có chút lạnh lùng,
nói, sư phụ không có ở đây, cậu có thể quay lại vào ngày khác. Thái độ gì thế hả, ông có gọi. Tề Minh liền nhíu lông mày một cái, đang muốn nói chuyện tiếp, thì chú Minh vội vàng ngăn cản anh ta lại, giọng điệu khách khí nói với Dư Hồng Văn, lão tiên sinh, phiền ngài hãy gọi cho sư phụ của ngài. Chúng ta thực sự có việc khẩn cấp cần sự giúp đỡ của thần y. Vẻ mặt của Dư Hồng Văn dịu đi một chút, ông ta nói, để tôi thử xem L. Sau khi bấm số điện thoại của Lục Vân, nói chuyện vài câu, Dư Hồng Văn liền nhìn về phía hai người họ, nói, sư phụ tôi bận, trước tiên nói cho tôi biết là bệnh gì, nếu vội, hắn sẽ tới ngay, nếu không vội, có thể chờ một chút hoặc là để tôi xem bệnh. Đợi, đây là thần y kiểu gì vậy? Hắn kiêu ngạo quá đấy, nói cho tôi biết cần bao nhiêu tiền thì hắn mới nhanh chóng tới đây. Tề Minh nói không lớn, nhưng giọng nói của anh ta vừa đủ truyền vào ống nghe của Dư Hồng Văn. Sau một lúc im lặng, đột nhiên giọng nói của Lục Vân vang lên, nói với họ rằng tôi không rảnh, họ không cần phải đợi. Hai vị, sư phụ tôi nói, không rảnh, các người từ nơi nào đến thì mau đi về nơi đó đi, cút. Sau khi Dư Hồng Văn cúp điện thoại liền thẳng thừng nói. Dư Hồng Văn cũng là một người nóng tính, vốn đã về hưu rồi, hiện giờ ông ta ra ngoài xem bệnh cũng vì ham học hỏi, muốn tìm hiểu kiến thức y học, hy vọng có thể học được kỹ thuật châm cứu từ Lục Vân. Có thể nói đây là một trong những điều hài lòng nhất trong cuộc đời của ông ta. Việc xem bệnh cho bệnh nhân cũng chỉ xếp thứ hai. Nếu thái độ của bệnh nhân đủ chân thành, Dư Hồng Văn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ điều trị, dù sao thì bác sĩ cũng rất nhân từ. Nhưng nếu thái độ của bệnh nhân không tốt, Dư Hồng Văn sẽ lạnh lùng đưa tay ra, chỉ ra bên ngoài và nói với họ, xin mời đến nơi khác để điều trị, ở đây chúng tôi không hầu hạ đại gia. Đặc biệt là thanh niên khó chịu ở trước mặt. Không chút nể nang ai, vừa đến đã tỏ ra kiêu ngạo bá đạo, lại còn làm theo ý mình, chỉ cần có tiền là có thể lớn tiếng chĩa mũi dùi vào người khác. Mà điều khiến Dư Hồng Văn khó chịu nhất là vừa rồi lúc ông ta gọi điện thoại cho sư phụ, người thanh niên này còn dám lớn tiếng kêu gào, thật là vô cùng thô lỗ. Điều này đã vi phạm đến điểm cấm kỵ của Dư Hồng Văn. Dư Hồng Văn có hai điểm cấm kỵ, một là bất kính với y học, hai là bất kính với sư phụ. Nếu có người vi phạm một trong hai điểm này, mời cút. Thầy thuốc trên thế giới này đại khái có thể chia làm hai loại, một là chữa vì tiền, hai là chữa vì thái độ, Dư Hồng Văn và Lục Vân đều cùng một loại, chỉ xem bệnh cho người chân thành, nếu không chân thành, xem bệnh cái con. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, tính khí nóng nảy như vậy, nếu là ở Kim Lăng, tôi nhất định sẽ giết ông. Trong mắt Tề Minh lộ ra lửa giận. Vừa rồi ở quán cà phê, anh ta vốn đã rất khó chịu khi bị Vương Băng Ngưng từ chối, đến đây lại bị Dư Hồng Văn đối xử lạnh lùng như vậy làm anh ta càng khó chịu hơn, càng muốn đập nát cái Hạnh Lâm Đường này. Chú Minh nói, lão tiên sinh xin bất giận, thiếu gia nhà tôi tính tình kích động, đã mạo phạm sư phụ ngài, xin đừng trách. Cút, cút, Dư Hồng Văn xua tay như đang đuổi ruồi. Chú Minh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo Tề Minh đi, đợi Dư Hồng Văn bình tĩnh lại rồi mới quay lại. Sau khi rời khỏi Hạnh Lâm Đường, Tề Minh nói với vẻ mặt không hài lòng, chú Minh, không phải chỉ là một lão trung y quèn thôi sao? Hà cớ gì phải khách khí với ông ta như vậy? Chúng ta đi đập Hạnh Lâm Đường, cháu không tin tên thần y chết tiệt kia không ra mặt. Chú Minh khiển trách, thiếu gia, hãy nhớ kỹ, chúng ta đến đây để nhờ và người ta làm việc dùm. Nếu còn dám làm càn nữa, đừng trách tôi thay mặt lão ra trừng phạt cậu. Chú Minh bề ngoài là cận vệ của Tề Minh. Nhưng thực chất địa vị rất cao, dù sao chú Minh cũng là võ giả, đi theo không chỉ để bảo vệ Tề Minh, mà còn để kiềm chế hành vi của Tề Minh, kẻo anh ta bốc đồng gây hỏng chuyện. Bây giờ xem ra đã đến lúc thích hợp, nếu để cho Tề Minh tùy ý hành động, đoán chừng cả đời này ông ta cũng không thể gặp vị thần y kia. Được, được, lần sau cháu sẽ câm miệng, Tề Minh nói. Ngày hôm sau, hai người lại đến Hạnh Lâm Đường, nhưng vẫn chưa gặp được vị thần y trong truyền thuyết. Chú Minh nói với Dư Hồng Văn, lão tiên sinh, nếu sư phụ của ngài tới đây, làm phiền ngài gọi cho tôi một cuộc. Chú Minh để lại một tấm danh thiếp ở bàn tư vấn. Dư Hồng Văn phớt lờ ông ta. Điều này khiến Tề Minh càng thêm khó chịu. Hôm nay anh ta không nói một lời nào, nhưng thái độ của lão già này vẫn thờ ơ như vậy, quả thật quá thủ dai. Ngày thứ ba, cả hai lại đến thăm, và câu trả lời họ nhận được vẫn là vị thần y kia không có ở đó. Đành phải tức giận rời đi. Lần này ngay cả chú Minh cũng có chút mất kiên nhẫn,
luôn cảm thấy vị thần y này đang cố tình trêu chọc bọn họ. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, Lục Vân đến, theo sau là vợ chồng Diệp Hướng Vinh. Đã đến lúc phải châm cứu cho Diệp Hướng Vinh một lần nữa. Sau khi châm cứu cho Diệp Hướng Vinh thành công, Lục Vân hỏi Dư Hồng Văn, hai người đó vẫn chưa bỏ cuộc sao? Lần trước nói chuyện với Dư Hồng Văn, Lục Vân nghe thấy giọng nói của Tê Minh qua ống nghe thì hẳn đã lập tức hiểu ra. Bỗng cảm thấy thật xúc động vì những gì anh ta đã làm trên đường đến Giang Thành tìm người chữa bệnh. Tuy rằng không biết anh ta cần chữa bệnh cho ai, nhưng Lục Vân cũng không khỏi khen ngợi anh ta một câu quá chu đáo, rõ ràng là tới tìm người xem bệnh, nhưng vẫn không quên tìm gặp bạn cũ thời đại học trước khi tìm người chữa bệnh. Nếu bệnh nhân đang chờ điều trị biết chuyện này chắc sẽ rất cảm động. Dư Hồng Văn trả lời, ngày nào họ cũng đến đây một lần, nhưng tôi không phản ứng lại. Bọn họ bất kính với sư phụ, tôi sẽ không trả lời bọn họ, hừ. Lão tiên sinh này vô cùng kiêu ngạo, hừ một tiếng. Lục Vân không thể nhịn được mà bật cười, đột nhiên nhìn thấy danh thiếp trên bàn tư vấn, hỏi, đây có phải là danh thiếp mà họ để lại không? Vâng, tôi quên vứt nó đi. Sư Hồng Văn nhặt danh thiếp lên đang định ném đi, nhưng lúc này Lục Vân lại nói, gọi bọn họ tới đây đi. Sư phụ, người định giúp bọn họ sao? Xem tình hình đã. Bản thân Dư Hồng Văn cũng có chút chán ghét hai người kia, đặc biệt là thanh niên không biết đối nhân xử thế kia, nhưng sư phụ đã nói như vậy thì ông đành phải làm theo thôi, lấy điện thoại gọi điện thoại cho đối phương, sư phụ tôi nói, muốn gặp các người. Hai người nhanh chóng chạy đến. Từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa Hạnh Lâm Điện. Đồng tử Tề Minh hơi co rụt lại, sau đó anh ta đi về phía trước, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh nói, ha ha. Đây không phải là tên điên tự xưng là Vân Thiên Thần Quân sao? Đúng vậy, cũng hết cách rồi, anh cũng biết bạn gái tôi rất xinh đẹp rồi đấy, tôi cũng không thể từ chối cô ấy được, nếu cô ấy làm vậy quá thường xuyên, thân thể tôi sẽ không đáp ứng nổi. Lục Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, nói. Mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Trong mắt Tề Minh lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, chờ ao làm xong chuyện quan trọng, tao sẽ tìm mày tính sổ. Anh ta hung hăng liếc Lục Vân một cái, sau đó đi vào trong Hạnh Lâm Đường, chú Minh cũng vô cảm đi ngang qua Lục Vân, đi vào Hạnh Lâm Đường và hỏi, lão tiên sinh, sư phụ của ông hiện đang ở đâu? Sư phụ tôi đang ở đâu? Sư phụ tôi ở dưới mí mắt hai người các người đấy, các người thử đoán xem hẳn đang ở nơi nào? Dư Hồng Văn khó chịu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.